Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 961, một cước giết chết chú. Vợ của tôi có nhiều hay không thì chẳng liên quan đến anh, nếu anh ghen ghét thì cứ nói. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Viên Thế Tài. Tôi cảnh cáo anh, cút xa tôi ra một chút, nếu không tôi sẽ cho anh giống như tên khốn thích làm giám đốc bệnh viện lúc trưa, cho anh đi theo hắn. Hạ Tiên Sinh, làm việc cần phải chừa đường sống, sau này còn gặp mặt nhau, không nên quá tuyệt tình như vậy. Vẻ mặt Viên Thế Tài biến đổi, tất nhiên hắn hiểu người trong lời nói của Hạ Thiên chính là trưởng phòng Trình phòng đầu tư đang nằm trong bệnh viện. Lúc đó hắn cho rằng trưởng phòng Trình bị Hạ Thiên động tay động chân, bây giờ lời nói của đối phương càng chứng minh cho suy đoán của hắn. Cút! Hạ Thiên dùng giọng mất kiên nhẫn cắt ngang lời Viên Thế Tài, hắn càng lúc càng bất mãn với đối phương. Vì hắn cảm thấy tên này không những có ý đồ bất lương với chị Vân Thanh, sợ rằng còn đứng về phía Tống Ngọc Mị và đối nghịch với Thần Tiên tỷ tỷ. Vẻ mặt Viên Thế Tài chợt tái nhợt, lúc này có người ở bên cạnh không nhịn được phải quát lên. Cậu nói gì vậy, cậu biết mình đang nói với ai không? Đúng là, á! Hạ Thiên mất kiên nhẫn cho một bạt tai, tên kia ngã lăn xuống đất, đồng thời hắn còn nói. Đúng là thích ăn đòn. Hạ Thiên, cậu làm việc quá mức. Cậu có biết đó là phó chủ tịch huyện Mộc Dương không? Cậu làm như vậy đúng thật là. Viên Thế Tài cuối cùng cũng nổi giận, hắn lớn tiếng mắng mỏ Hạ Thiên, đáng tiếc là chưa nói dứt lời thì Hạ Thiên nhấc chân đá văng. Viên Thế Tài phóng ngược ra phía sau, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Trong nhà hàng chợt vang lên những tiếng hô kinh hoàng, Hạ Thiên lại lóe người đến trước mặt Viên Thế Tài, hắn dẫm chân lên ngực đối phương, rồi dùng tư thế nhìn từ trên cao xuống nói với Viên Thế Tài. Này! Đừng nói là phó chủ tịch huyện, anh muốn đánh ai thì đánh. Đừng tưởng anh không biết cha chú là bí thư tỉnh ủy Viên Lam Quang, cũng đừng tưởng anh không biết chú là người của Viên gia ngu ngốc ở thủ đô. Anh mặc kệ chú là thằng ngu phương nào, chú dám trêu vào anh thì no đòn. Cuối cùng anh cảnh cáo chú, lần sau chú đừng xuất hiện trước mặt anh, lại càng không nên lắm mồm nói này nọ, nếu không anh đá một cái chết tươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhà hàng lúc này hoàn toàn yên tĩnh, Châu, đúng là Châu chó từ phương nào kéo đến, chưa nói đến chuyện đánh cả phó chủ tịch huyện, cũng dám đánh cả công tử con nhà bí thư tỉnh ủy, hơn nữa còn nói sẽ một cước giết người. Điều này, phải là loại Châu chó đến cỡ nào mới làm được, mới có thể kiêu ngạo như vậy. Viên Thế Tài bị Hạ Thiên dẫm lên ngực mà sinh ra cảm giác khó thở, khoảnh khắc này cuối cùng hắn cũng hiểu, Hạ Thiên còn kiêu ngạo hơn sự tưởng tượng của hắn rất nhiều. Hắn sai rồi. Hắn phải bỏ ra một cái giá lớn, đường đường là nhị thiếu gia Viên gia ở thủ đô, là công tử của bí thư tỉnh ủy Bình Hải mà nhục nhã ê chề trước mặt Hạ Thiên. Chồng, thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi. Vân Thanh cũng đi đến rồi dịu dàng nói. Hạ Thiên không nói gì, hắn chỉ thuận tay ôm lấy Vân Thanh rồi nghênh ngang bỏ đi. Viên Thế Tài cuối cùng cũng bò từ dưới đất lên, hắn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên bỏ đi, hai tay không tự giác được phải siết chặt, hàm răng cắn vào nhau ken két. Một ngày nào đó hắn nhất định phải cho Hạ Thiên nhục nhã ê chề. Tối hôm nay Hạ Thiên và Vân Thanh không quay về Thạch gia, tuy trong nhà của Thạch Trường Canh có phòng cho Vân Thanh và Hạ Thiên, nhưng nàng luôn lo lắng mình sẽ phát ra những âm thanh không bình thường. Nếu người khác nghe được cũng không sao, nhưng nếu em gái mới 9 tuổi của nàng mà nghe thấy sẽ sinh ra những ảnh hưởng không tốt, vì vậy nàng lựa chọn phương án đến khách sạn với Hạ Thiên. Có câu nói, hoạt động sinh mệnh, tối hôm nay Hạ Thiên và Vân Thanh cùng tham gia hoạt động như vậy. Tất nhiên trên thế gian này cũng có rất nhiều người đang vận động như vậy, không nói đâu xa, An Tiểu Bội và Sử Bằng Phi vừa sống sót sau tai nạn cũng đang hoạt động hết công suất trong ngôi biệt thự gần sông. Bằng Phi, đám người kia sao lại muốn bắt cóc anh? Sau khi hoạt động xong thì hai người tạm nghỉ giải lao, An Tiểu Bội không nhịn được phải khẽ hỏi. Những chuyện xảy ra tối nay vẫn còn làm nàng sợ hãi, nếu không có Đinh Tiểu Kiếm thì sợ rằng Sử Bằng Phi sẽ bị bắt cóc. Nếu sau đó không có người thần bí tự xưng là Hạ Thiên, người mà An Tiểu Bội căn bản không thể thấy rõ mặt, kết quả sẽ không dám nghĩ. Tiểu Bội, thật xin lỗi, có một chuyện trước nay anh chưa nói thật với em. Sử Bằng Phi trầm mặc một lúc rồi áy náy nói. Chuyện gì? An Tiểu Bội có chút bất an. Anh, không phải anh có người phụ nữ khác đấy chứ? Tất nhiên là không. Sử Bằng Phi vội vàng nói. Nhưng, Tiểu Bội, không phải vài lần em muốn anh đưa đi gặp cha mẹ sao? Mỗi lần như vậy anh luôn từ chối. Đúng vậy, em vẫn muốn hỏi, có phải cha mẹ anh không thích em?
An Tiểu Bội bĩu môi, bộ dạng không vui. Không phải, sao bọn họ không thích em? Sử Bằng Phi vội vàng lắc đầu. Nhưng, anh sợ em nhìn thấy bọn họ thì nghĩ rằng anh lừa em, vì bọn họ cũng không phải là cán bộ bình thường. Vậy cha mẹ là gì? An Tiểu Bội chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng khẽ hỏi. Sử Bằng Phi có chút chần chừ, sau đó hắn tự thuật ra thế của mình, hắn thấy lúc này không nên tiếp tục giấu An Tiểu Bội. Đến lúc cuối cùng hắn dùng giọng bất an hỏi. Tiểu Bội, anh không nghĩ muốn giấu em, nhưng anh muốn sống một cuộc sống bình thường, vì vậy. Không sao, em không trách anh, em không quan tâm gia thế của anh là gì, đối với em không quan trọng, chỉ cần anh yêu em là được. An Tiểu Bội che miệng Sử Bằng Phi rồi dịu dàng nói. Tiểu Bội, em thật tốt. Sử Bằng Phi chợt thả lỏng tâm tình, sau đó hắn xoay người áp An Tiểu Bội xuống dưới, tiếp tục hoạt động. Đúng lúc này điện thoại của An Tiểu Bội vang lên. An Tiểu Bội cầm điện thoại nhìn qua, vẻ mặt nàng không khỏi biến đổi, nàng khẽ nói. Bằng Phi, trước tiên em đi nghe điện thoại. An Tiểu Bội choàng quần áo rời khỏi giường, sau đó nàng đi ra ngoài sân thượng, cuối cùng mới nhận điện thoại. Sự việc có tiến triển không? Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông trầm thấp. Hắn đã nói ra thân phận thật sự, có lẽ tôi sẽ nhanh chóng được gặp cha mẹ hắn. An Tiểu Bội khẽ nói. Rất tốt, nhưng động tác của cô phải nhanh lên, cô đã ở bên cạnh hắn 6 năm, vẫn không có thu hoạch gì, thượng cấp đã mất kiên nhẫn. Giọng nói bên kia có chút bất mãn. Tôi sẽ nhanh chóng ra tay, lần này trước khi về nước sẽ phải được gặp cha mẹ hắn. An Tiểu Bội khẽ nói. Như vậy là tốt, nếu không cô tự biết hậu quả. Người đàn ông ở đầu dây bên kia chợt hừ một tiếng. Cứ như vậy nhé, tôi cúp điện thoại. Đợi chút. An Tiểu Bội vội vàng nói một câu. Tôi có việc muốn hỏi. Chương 962, đứng cách xa Hạ Thiên Gia một chút. Tôi đã sớm nói với cô không cần hỏi vấn đề gì cả, chỉ cần làm việc theo lệnh là được. Người đàn ông bên kia có chút mất vui. Tôi có chuyện cần báo cáo. An Tiểu Bội vội vàng chữa lời. Âm thanh ở đầu dây bên kia có chút hòa hoãn. Có gì cần báo cáo? Tối nay Bằng Phi thiếu chút nữa đã bị bắt cóc, đối phương giống như là đặc công nước ngoài. An Tiểu Bội khẽ nói. Tôi nghi ngờ bọn họ cũng đến vì muốn tiếp cận cha mẹ Bằng Phi. Có việc này sao? Đầu dây bên kia có chút kinh ngạc, sau đó lại hiểu ra. Có phải cô muốn hỏi, việc này có phải chúng ta làm không? Không phải, tôi chỉ muốn hỏi qua một điều. An Tiểu Bội vội vàng giải thích. Cô không cần che giấu, cô nghi ngờ rất bình thường, nhưng tôi nói cho cô biết, sự việc này không liên quan gì đến chúng ta, nếu chúng ta cần bắt cóc Sử Bằng Phi thì cần gì sử dụng người ngoài. Cô trực tiếp bắt hắn là được. Người đàn ông ở đầu dây bên kia dùng giọng lạnh lùng nói. Bây giờ cô xác định xem có bao nhiêu người muốn bắt cóc Sử Bằng Phi. Có xác định được lai lịch của bọn họ không? Tôi không rõ ràng, chỉ biết là 4 người, đều mang theo súng, giọng anh, có thể là người Mỹ. An Tiểu Bội khẽ hạ giọng nói. 3 nam 1 nữ. 4 người, vậy các người sao lại chẳng việc gì? Người đàn ông bên kia có chút kinh ngạc. Chúng tôi có một vệ sĩ, hình như là đặc công Trung Quốc, sau này một người tên là Hạ Thiên xuất hiện. An Tiểu Bội vừa nói đến đây thì người đàn ông ở đầu dây bên kia chợt cắt ngang lời. Cô nói ai? Hạ Thiên sao? Là Hạ Thiên trong Xuân Hạ Thu Đông à? Hạ Thiên, nhưng tôi không biết gì, vì tôi không thấy hắn, hắn chỉ nói vài câu rồi đi, nhưng sau khi hắn đi thì tất cả đám người phía bên kia đều mất sạch. An Tiểu Bội nói đến đây thì không khỏi nghi ngờ. Hạ Thiên này có vấn đề gì sao? Gặp quỷ, xem ra chính là hắn. Giọng điệu của người đàn ông bên kia có chút căm tức. Cô lập tức cùng Sử Bằng Phi rời khỏi chỗ đó, cách xa Hạ Thiên càng xa càng tốt. Điều này. An Tiểu Bội chợt buồn bực. Vì cái gì? Cô đừng nên hỏi, làm theo là được. Người đàn ông bên kia chợt giống lên rồi trực tiếp cúp điện thoại. An Tiểu Bội chợt ngẩn ngơ, nàng giống như cảm thấy mình nghe lầm. Người đàn ông bên kia nhiều năm qua khống chế nàng, luôn phát ra mệnh lệnh, nhưng bây giờ lại nổi giận, trong giọng nói còn có chút sợ hãi. Nếu nàng đoán không sai thì đối phương sợ hãi vì một người tên là Hạ Thiên. Hạ Thiên kia rốt cuộc là người thế nào? Khoảnh khắc này An Tiểu Bội đột nhiên phát hiện mình rất muốn biết vấn đề này. Sáng hôm sau, trong phòng khách sạn, những âm thanh giao hưởng vang lên, một bàn tay trắng như tuyết thò ra khỏi chăn cầm lấy điện thoại, một giọng nói vài phần lười biếng vang lên. Alo,
là ai vậy? Chị, là em, Tiểu Quang. Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh bất an. Chị, bên em xảy ra chút chuyện, chị có để đến một chuyến không? Chuyện gì? Vân Thanh rụt người vào chăn, trong phòng có hơi lạnh, tuy bây giờ nàng đã khá tốt và không sợ lạnh, nhưng nàng chưa mặc gì lên người. Chính là chuyện tối qua, Ngưu Đại Căn bị trúng độc cồn chết đi, bây người người nhà của hắn đến gây rối. Hôm qua bọn họ đã cãi cọ với quán lẩu chó, hôm nay lại đến tìm em, nói rằng em cũng phải chịu trách nhiệm. Lúc này em đang ở cục công an, đang thương lượng với bọn họ. Vân Chí Quang có chút buồn bực. Chị, em nhớ chị là một luật sư, chị biết nên xử lý thế nào không? Em có bị liên quan trách nhiệm không? Tiểu Quang, chuyện này khó nói, thật ra cậu chưa uống rượu với Ngưu Đại Căn, người thật sự có trách nhiệm chính là trưởng phòng Vương phòng giao thông. Vân Thanh suy nghĩ rồi nói. Chị, em cũng nói như vậy, nhưng người ta nói trưởng phòng Vương cũng chết, cũng không thể phụ trách được. Vì vậy mà bọn họ muốn em bồi thường. Vân Chí Quang cảm thấy rất bức bối, bây giờ Ngưu Đại Căn đã chết, việc kinh doanh của hắn sợ rằng sẽ bị hớ, bây giờ còn phải bỏ tiền ra, đúng là tiếc của. Bọn họ muốn bao nhiêu? Vân Thanh suy nghĩ rồi mở miệng hỏi. Vợ Ngưu Đại Căn đòi 200 ngàn, nếu bồi thường cho mụ ta 200 ngàn, như vậy cũng chẳng phải sẽ bồi thường cho trưởng phòng Vương như vậy sao? Có người bên cục công an nói để cho em xử lý, bồi thường mỗi nhà 100 ngàn là được. Vân Chí Quang nói. Nhưng chị à, em không có nhiều tiền như vậy, dù có cũng rất bức bối, sao em có thể bồi thường cho bọn họ, em chỉ theo chân bọn họ uống vài ly mà thôi. Tiểu Quang, em cứ bồi thường đi, miễn sự việc phức tạp. Vân Thanh suy nghĩ rồi nói. Em yên tâm, tiền không cần em bỏ ra, cứ tính cho chị. Chị, như vậy sao được, cũng phải lấy tiền của em. Vân Chí Quang vội vàng nói. Tiểu Quang, làm theo lời chị, chúng ta không thiếu chút tiền. Không cần phải làm chuyện phức tạp, hiểu chưa? Vân Thanh nhắc nhở. Vân Chí Quang trở nên trầm mặc, sau đó hắn trả lời. Vâng, chị, em hiểu rồi. Cứ như vậy, em cứ đàm phán điều kiện với bọn họ, đến khi cần tiền cứ điện thoại cho chị. Vân Thanh nói vài câu rồi cúp điện thoại, sau đó nàng rúc vào trong chăn. Đúng lúc này có hai bàn tay phóng đến chụp vào hai đỉnh núi của nàng. Chồng, không còn sớm nữa, chúng ta thức dậy thôi. Vân Thanh khẽ nói. Chị Vân Thanh, trước khi thức dậy phải tập thể dục buổi sáng, như vậy mới khỏe người. Hạ Thiên cười hì hì. Chúng ta làm chút hoạt động nhé. Cậu đấy, luôn như vậy. Vân Thanh còn chưa nói dứt lời thì cảm thấy trong người bị lèn chặt, cảm giác lại bùng lên. Khi Vân Thanh và Hạ Thiên đi ra khách sạn thì đã là giữa trưa, nhưng bọn họ nhanh chóng tách ra, Vân Thanh về nhà Thạch Trường Canh ăn cơm trưa, còn Hạ Thiên phải về khách sạn Đông Thăng. Hạ Thiên đi đến lầu 6 khách sạn Đông Thăng không nhanh không chậm, hắn chuẩn bị gõ cửa phòng Kiều Tiểu Kiều thì phát hiện cửa phòng đối diện mở ra, Kiều Phượng Nhi xuất hiện nơi cửa. Sao bây giờ anh mới về? Kiều Phượng Nhi có chút tức giận nhưng âm thanh hạ thấp giống như sợ bị người ta nghe được. Hạ Thiên có chút buồn bực nhìn Kiều Phượng Nhi. Cô không phải vợ tôi, chỉ là vệ sĩ của vợ tôi, quan tâm tôi về lúc nào làm gì? Chương 963, vài trăm kiểu chết. Tôi luôn chờ anh về. Kiều Phượng Nhi tức giận nói. Hạ Thiên càng kỳ quái. Chờ tôi về làm gì? Cô nào phải là vợ tôi? Kiều Phượng Nhi chợt sinh ra xúc động muốn bóp chết Hạ Thiên, lưu manh này rốt cuộc là giả vờ hay quên thật? Chẳng lẽ muốn chính miệng nàng nói ra? Nàng đã đợi hắn một buổi tối và hơn nửa ngày, mục đích chỉ là chờ hắn về mát xa ngực sao? Tuy sự việc chính xác là như vậy nhưng nàng nào dám thẳng thừng nói ra như thế? Anh! Không phải anh đồng ý giúp chỗ đó của tôi nhỏ đi sao? Kiều Phượng Nhi cuối cùng cũng dùng giọng nói có chút huyền chuyển nói ra vấn đề, lúc nàng mở lời còn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, bộ dạng hận không thể cắn hắn. Nàng thật sự không tin lưu manh này sẽ quên chuyện đó, nàng thấy hắn cố ý làm mình khó khăn. À, thì ra là chuyện này. Hạ Thiên ra vẻ hời hợt. Có cần phải vội vã vậy không? Thì ra là chuyện này. Trong lòng Kiều Phượng Nhi bắt đầu cầu nguyện cho Thiên Lôi đánh chết Hạ Thiên, đối với nàng là một sự kiện quan trọng nhưng lưu manh lại hời hợt bâng quơ giống như căn bản chẳng quan tâm. Khi Thiên Lôi còn chưa ra tay thì Hạ Thiên đã nói. Được rồi, thấy cô gấp gáp như vậy, tôi sẽ massage cho cô. Kiều Phượng Nhi nghe nói như vậy thì trong lòng thầm nghĩ, hôm nay Thiên Lôi không nên đánh xuống, cứ để ngực nàng nhỏ hơn một chút, sau đó đánh chết Hạ Thiên cũng không muộn. Mau vào đây.
Kiều Phượng Nhi đi vào phòng, đợi Hạ Thiên tiến vào thì nàng cũng tranh thủ khóa cửa, nàng muốn đảm bảo không có ai được vào, nàng cũng không muốn người ta thấy tình cảnh như vậy. Cởi quần áo ra, nằm xuống giường. Hạ Thiên thuận miệng nói. Không, không cởi được không? Kiều Phượng Nhi không nhịn được phải hỏi. Không được. Hạ Thiên dứt khoát trả lời, sau đó hắn còn thúc giục một câu. Nhanh lên, tôi rất bận. Anh! Kiều Phượng Nhi rất xấu hổ nhưng không làm gì được, thật ra nàng sớm biết hơn phân nữa sẽ bị massage trực tiếp, vì vậy đã chuẩn bị tâm lý. Nàng quay đầu, nhanh chóng cởi áo, nàng cũng không cởi ra hoàn toàn mà chỉ cởi nút áo trước ngực mà thôi, sau đó cởi cả phần áo ngực. Cuối cùng nàng nằm lên giường, nhắm mắt, khoảnh khắc này bộ vị bùng nổ của nàng bộc lộ ra ngoài không khí, cũng xuất hiện trước mắt Hạ Thiên. Có vẻ khá tốt. Hạ Thiên lầm bầm một câu. Sau đó hắn lấy hai tay đặt lên ấn xuống rồi nói. Tính đàn hồi rất tốt. Anh! Kiều Phượng Nhi đột nhiên mở to mắt, nàng dùng ánh mắt căm giận nhìn Hạ Thiên, nàng muốn mắng hắn vài câu nhưng một cảm giác tê dại chợt bùng lên làm thân thể run rẩy, trong miệng không khỏi phát ra tiếng rên khẽ. Kiều Phượng Nhi nghe thấy tiếng rên của mình thì hận không thể tìm lỗ chui vào, nàng bị lưu manh kia giở và sinh ra cảm giác, đúng là quá dọa người. Khi Hạ Thiên tàn sát bừa bãi trên hai quả núi thì cảm giác tê dại không những chẳng giảm mà ngày càng mãnh liệt, dần dần lan ra khắp toàn thân. Kiều Phượng Nhi không dám nói gì, nàng chỉ có thể cắn răng không để mình phát ra âm thanh gì, sau đó nàng bắt đầu nghĩ đến vấn đề khác, cố gắng di chuyển lực chú ý của chính mình. Nhưng ngay sau đó nàng phát hiện mình không thể chú tâm sang chuyện khác, những cảm giác khoái cảm ăn mòn phòng tuyến cuối cùng của nàng. Lưu manh, khốn nạn, lừa đảo, rõ ràng là cố ý. Tôi chủ anh uống nước sặc chết, ngã lầu chết, ăn cơm nghẹn chết, chơi gái chết. Kiều Phượng Nhi thầm chửi bới Hạ Thiên, nàng đã sắp xếp cho Hạ Thiên hàng chục cái chết chỉ sau một phút. Sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện ra phương pháp này rất hiệu quả, nàng chửi bới hắn có thể chuyên tâm, tạm thời quên Lưu Manh đang làm gì, vì thế nàng càng mắng mạnh mẽ hơn. 10 phút sau Hạ Thiên kết thúc công việc và Kiều Phượng Nhi đã sắp xếp cho hắn hàng trăm cái chết. Nhớ ngày mai đến tìm tôi, không tôi lại quên. Hạ Thiên sau đó rời khỏi phòng, hắn không khỏi thuận miệng nói một câu. Kiều Phượng Nhi nghe nói như vậy mà muốn bóp chết Hạ Thiên, lưu manh này đúng là khốn nạn, những chuyện như thế này mà quên sao? Hạ Thiên rời khỏi phòng Kiều Phượng Nhi, sau đó gõ cửa phòng đối diện, cửa phòng mở ra, Kiều Hoàng Nhi xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu bại hoại, tối qua cậu ở đâu? Một âm thanh mất hứng truyền đến, thì ra là Liễu Mộng. Chị Mộng, sao chị lại ở đây? Hạ Thiên có chút kỳ quái, đây rõ ràng là phòng của Kiều Tiểu Kiều. Chồng, chị Mộng đến tìm anh. Kiều Tiểu Kiều có chút bất đắc dĩ, Liễu Mộng cho rằng tối qua Hạ Thiên qua đêm ở đây nên đến tìm người, nhưng thực tế tối qua hắn không ở đây. Hừ, tối qua chị chờ cậu cả đêm, cậu không về, chị không chơi với cậu nữa. Liễu Mộng thở phì phò nói, sau đó nàng đi ra ngoài. Chị tự đi chơi. Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội. Chị Mộng chiều qua không chỉ đi cùng hắn, hắn nào ngờ đến tối nàng lại thay đổi. Hạ Thiên cũng không chạy theo, vì hắn không sợ có chuyện gì xảy ra với Liễu Mộng, hơn nữa còn có đám vệ sĩ chạy theo nàng. Chồng, hôm qua anh có làm gì đặc biệt không? Kiều Tiểu Kiều khẽ hỏi. Chuyện gì đặc biệt? Hạ Thiên suy nghĩ rồi lắc đầu. Không. Hạ Thiên hôm qua dù làm nhiều việc, như đi dạo với vợ đại yêu tinh, đi cứu người, về sau còn đánh viên thế tài ngu ngốc. Tối còn cùng chiến đấu với chị Vân Thanh, nhưng hắn thấy tất cả đều bình thường, không có gì đặc biệt. Đúng là kỳ quái, như vậy sao bọn họ bỏ đi? Kiều Tiểu Kiều lầm bầm. Hạ Thiên nghe mà thấy kỳ quái, hắn hỏi. Vợ, ai đi? Chồng, lần này còn hơn chục nhà cạnh tranh quyền khai phá Thanh Phong Sơn, nhưng thực lực thật sự chỉ có 4 nhà. Nhưng kỳ quái nhất là trong 4 nhà có 2 đã rời khỏi huyện Mộc Dương, hình như bỏ luôn kế hoạch đầu tư Thanh Phong Sơn. Kiều Tiểu Kiều khẽ giải thích. Hai nhà đi sao? Hạ Thiên hỏi một câu, trong lòng thầm nghĩ, viên thế tài ngu ngốc tối qua bị đánh một trận, không phải bị dọa chạy mất rồi chứ? Chương 964, đừng bao giờ chọc vào hắn. Một người đến từ tập đoàn An Thị của Singapore, tuy phía tập đoàn An Thị chưa từng phát triển du lịch nhưng tài lực hùng hậu, hơn nữa bọn họ là nhà đầu tư nước ngoài, tuy những năm gần đây trong nước không quá khao khát nhưng vẫn hoan nghênh giới đầu tư nước ngoài. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Lần này người thừa kế tập đoàn An Thị là An Tiểu Bội và vị hôn phu Sử Bằng Phi đến huyện Mộc Dương, có thể thấy tập đoàn bọn họ coi trọng chuyện lần này như thế nào. Đồng thời huyện Mộc Dương cũng chiêu đãi bọn họ rất tốt,
đặc biệt sắp xếp cho bọn họ một biệt thự dừng chân. Nhưng kỳ quái là sáng sớm nàng bọn họ đã rời khỏi huyện Mộc Dương, trước khi đi căn bản không chào hỏi chính quyền huyện Mộc Dương, mãi đến khi bỏ đi mới gọi điện thoại. Vợ, bọn họ ở trong biệt thự gần bờ sông sao? Hạ Thiên hỏi một câu. À, nghe nói là vậy nhưng chưa đến bao giờ. Kiều Tiểu Kiều gật đầu, đồng thời nàng có chút tò mò. Chồng, sao anh biết? Tối qua chỗ đó xảy ra chuyện, anh còn đi cứu một người, anh thấy một nam một nữ trốn sau ghế salon, cũng quên không hỏi bọn họ là ai. Nhưng anh chắc chắn tám phần bọn họ là An Tiểu Bội và Sử Bằng Phi, bọn họ thiếu chút nữa bị người ta giết chết, vì vậy mới bỏ chạy. Hạ Thiên giải thích. Thì ra là thế, như vậy cũng không thể trách được. Kiều Tiểu Kiều khẽ nhíu mày. Xem ra huyện Mộc Dương thật sự có vấn đề, người nước ngoài đầu tư cần xem xét hoàn cảnh, bọn họ quyết định bỏ đi cũng bình thường. Hạ Thiên cũng không quan tâm, hắn hỏi. Vợ, người nữa bỏ đi là ai? Có phải Viên Thế Tài ngu ngốc kia bỏ chạy rồi không? Chồng, anh thật sự không làm gì Viên Thế Tài đấy chứ? Kiều Tiểu Kiều ngây người, sau đó nàng gật đầu. Viên Thế Tài quả thật đã đi, vì vậy bây giờ có thể nói là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta đã giảm đi. Nhưng em vẫn chưa thật sự xác định hắn có bỏ qua kế hoạch đầu tư Thanh Phong Sơn hay không. Cũng không cần quan tâm, nếu tên ngốc kia còn lắm mồm, anh sẽ đánh hắn, nếu còn tiếp tục xuất hiện trước mặt anh sẽ xử lý hắn, bây giờ xem ra quỷ nhát gan kia đã bỏ chạy rồi. Hạ Thiên có chút đắc ý, hắn thấy mình lợi hại, hắn chỉ cần vung tay đã giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn cho Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều không biết nói gì hơn, chồng nàng trước đó nói không làm chuyện gì đặc biệt. Nhưng bây giờ mới thấy, hai nhà đầu tư lớn bỏ đi đều có liên quan đến hắn. Hạ Thiên lúc này lại hỏi. Vợ, em không phải nói có bốn nhà đầu tư lớn sao? Còn hai nhà nữa phải không? Anh đi dọa bọn họ bỏ chạy là được, đến lúc đó Thanh Phong Sơn là của chúng ta. Chồng, thôi khỏi, thật ra trong hai nhà đầu tư còn lại có một xí nghiệp nổi danh khai phá du lịch của tỉnh Bình Hải, em thật sự muốn thu mau xí nghiệp của bọn họ. Dù sao chúng ta cũng phải khai phá Thanh Phong Sơn. Bọn họ có nhiều kinh nghiệm ở phương diện này, chúng ta chỉ cần khống chế làm sao đừng phá hư hoàn cảnh Thanh Phong Sơn, phù hợp với yêu cầu của chúng ta là được. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu. Một nhà còn lại tuy tài lực hùng hậu nhưng sau lưng không có bối cảnh chính quyền, chúng ta cạnh tranh với bọn họ không thể thất bại. Như vậy thì thôi. Hạ Thiên có chút tiếc nuối, hắn định tìm chút việc để làm, xem ra bây giờ không còn việc gì cả. Chồng, xấu hổ quá. Em phải mở một hội nghị công nhân viên với phía Hong Kong, sẽ sắp xếp công tác, nếu không anh đến với chị Mộng đi. Kiều Tiểu Kiều nhìn đồng hồ rồi dùng giọng áy náy nói. Đừng nghĩ nàng đã rời khỏi thành phố Giang Hải mà không phải làm gì, nhưng bây giờ công việc của nàng vẫn rất nhiều, bận rộn khó thể chịu nổi, thực tế không có nhiều thời gian với Hạ Thiên. Vì vậy Hạ Thiên vừa quay về cũng chỉ còn cách đi ra khỏi phòng, cũng chẳng phải Kiều Tiểu Kiều họp thì hắn không được ở bên cạnh. Nhưng khi Kiều Tiểu Kiều làm chuyện chính sự thì hắn luôn cảm thấy nhàm chán, không muốn ở bên cạnh chờ đợi. Kiều Tiểu Kiều sớm biết điều này nên phải nói với hắn như vậy. Hạ Thiên xuống lầu, hắn vừa ra khỏi khách sạn thì gặp vài người quen, đó chính là đại sư huynh Trung Hạo Vân của Vân Thanh, lúc này vẫn như một tháng trước, bọn họ vẫn đi 5 người, 3 nam 2 nữ. Nhưng Hạ Thiên cũng không có tính toán chào hỏi đám người này, hắn định đi tìm Liễu Mộc, sau đó tìm chút gì ăn, bây giờ hắn còn chưa ăn cơm trưa. Đoàn người Trung Hạo Vân cũng thấy Hạ Thiên, nhưng bọn họ coi như không, khốn nổi đám người này đi qua thì lại không nhịn được phải quay đầu nhìn bóng lưng Hạ Thiên, mãi đến khi hắn khuất trong tầm mắt. Người này lại xuất hiện, xem ra lại sắp gặp tiểu sư muội của anh. Âu Dương Cẩn mở miệng nói, rõ ràng nàng nói với Trung Hạo Vân. Đúng rồi, Giám đốc Diêu, vài ngày trước không phải anh nói sẽ đi điều tra về Hạ Thiên sao? Những gì được nói ra trên mạng có phải là thật không? Quý Yến mở miệng hỏi. Vẻ mặt Diêu Vĩ biến đổi trầm trọng, một lúc sau hắn lắc đầu. Giả sao? Quý Yến thất vọng. Không phải chứ, còn tưởng hắn rất lợi hại. Không phải giả. Diêu Vĩ chậm rãi nói. Là tôi không điều tra được gì. Anh Diêu, thật ra tôi đã hỏi bạn bè ở Giang Hải, có vài người biết về Hạ Thiên nhưng không chịu nói rõ, chỉ nói với tôi một câu. Trung Hạo Vân mở miệng nói. Nói cái gì? Người đón lời cũng không phải là Diêu Vĩ, là Trang Chính Hỷ. Ai cũng nói ba chữ. Vẻ mặt Trung Hạo Vân rất khó coi. Đừng chọc hắn. Như vậy người này thật sự lợi hại sao? Quý Yến không khỏi hỏi.
tôi không tin hắn có bao nhiêu lợi hại. Âu Dương Cẩn khẽ hừ một tiếng. Chỉ là một tên ăn bám kiếm được vợ đẹp mà thôi. Tiểu Cẩn, không nên đánh giá thấp bất kỳ ai. Diêu Vĩ lúc này mở miệng. Tôi có bạn ở thủ đô, tôi đã cho bạn bè điều tra về Hạ Thiên, nhưng bọn họ không nói ra tư liệu gì cả, nói là không biết, nhưng bọn họ cũng cho tôi một câu. Bốn người cùng nhìn về phía Diêu Vĩ, mà Quý Yến lại hỏi. Giám đốc Diêu, bọn họ nói gì? Không phải đừng chọc vào chứ? Không phải, là sáu chữ. Diêu Vĩ lắc đầu. Diêu Vĩ dừng lại một chút rồi nói. Đừng bao giờ chọc vào hắn. Quý Yến chợt ngẩn ngơ, vẻ mặt Trang Chính Hỷ và Trung Hạo Vân chợt trở nên ngưng trọng, dù là vẻ mặt của Âu Dương Cẩn cũng rất khó coi, dù là tên ngốc cũng biết tên khốn Hạ Thiên kia không phải thứ dễ trêu vào. Chương 965, chị muốn chơi nhảy cầu. Xem ra có người không thể nào đoạt lại sư muội của mình. Âu Dương Cẩn phẫn nộ nói. Tiểu Cẩn, việc này cũng đừng nói nữa. Trong giọng nói của Diêu Vĩ mang theo chút hương vị trách cứ. Nếu nói đùa thì không sao, nhưng không nên chơi trò ném đá xuống giếng với bạn bè. Anh Diêu, không sao, tôi biết rõ Tiểu Cẩn không có ác ý. Trung Hạo Vân lắc đầu, hắn cũng rất bình tĩnh với vấn đề này, cuối cùng hắn khẽ thở dài một hơi. Thật ra chỉ cần tiểu sư muội được vui thì tôi cũng rất vui sướng. Hạo Vân, cậu có thể hiểu là tốt, tóm lại, tuy tôi không biết Hạ Thiên là ai nhưng chúng ta không cần động đến cậu ta. Hơn nữa chúng ta và cậu ta cũng không có cừu hận gì cả, cũng chẳng cần phải tự tạo ra cho mình một kẻ thù mạnh, chúng ta làm công tác kinh doanh, ôn hòa sinh tài mới là chính đạo. Diêu Vĩ dùng giọng không nhanh không chậm nói. Mọi người gật đầu, lúc này Âu Dương Cẩn không nói gì nữa, có lẽ sự rộng lượng của Trung Hạo Vân làm nàng có chút áy náy. Ninh người ta vẫn còn hiếu kỳ, rốt cuộc Hạ Thiên kia là người thế nào? Quý Yến thầm nói một câu. Mọi người nhìn Quý Yến. Cũng không ai nói gì, nếu nói hiếu kỳ, cũng không phải chỉ một mình nàng hiếu kỳ mà thôi. Liễu Mộng Dầu Dĩ đứng bên cầu, cuối cùng nàng cảm thấy nơi này thật sự không có gì vui, mà tiểu bại hoại kia cũng không phải người tốt, nàng chạy đi mà hắn cũng chẳng chạy theo, chẳng lẽ hắn không sợ nàng trốn khỏi Kiều gia sao? Những nữ nhân vật chính trong phim thường cãi nhau mới trốn khỏi nhà, mình còn chưa cãi nhau với tiểu bại hoại, hình như còn chưa thể trốn đi được. Liễu Mộng nghiêng đầu lẩm bẩm. Còn nữa, những người phụ nữ đó không đẹp bằng mình, những người đẹp như mình không thể tùy tiện trốn khỏi nhà. Liễu Mộng nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ trốn khỏi nhà, nàng hình như quên là mình căn bản rất ít khi về nhà, phần lớn thời gian đều ở trong Kiều gia. Tất nhiên đối với nàng thì Kiều gia cũng không khác gì nhà, vì nơi đó có tiểu bại hoại, nơi nào có tiểu bại hoại thì nơi đó là nhà của ma nữ Mộng Mộng nàng. Có nên về nhà không nhỉ? Liễu Mộng bây giờ đang nghĩ về thành phố Giang Hải. Tuy thành phố Giang Hải không có chỗ nào chơi cho vui, nhưng có tiểu hổ và xe tăng. Điều này làm cho nàng cảm thấy hối hận, nếu sớm biết như vậy thì mang tiểu hổ và xe tăng đến đây, tất cả cũng chỉ vì Kiều Đông Hải, nói rằng xe tăng và hổ không thể đưa đến huyện Mộc Dương. Thật nhàm chán. Liễu Mộng duỗi lưng một cái, nàng lầm bầm một câu, thiếu chút nữa làm cho người đi đường lắc mắt. Cũng may huyện Mộc Dương không phải trốn phồn hoa, lúc này giao thông ở trên cầu cũng không náo nhiệt. Nếu không sợ rằng đã xảy ra tai nạn. Người đẹp, nhàm chán thì đến đây chơi đùa với các anh. Bốn tên côn đồ nhuộm tóc vàng bập điếu thuốc trên môi đã đi đến. Trong nhóm có một tên đeo hoa tai, vừa nói chuyện chính là tên này. Gương mặt tên này rất ngả ngớn, ánh mắt không thành thật quét qua người Liễu Mộng. Trong mắt thiếu chút nữa đã lồi ra, nước miếng thiếu chút nữa cũng tràn ra. Tiên nữ, đúng là tiên nữ, hôm nay làm việc không được trả tiền cũng đáng. Lúc này ba người còn lại đã bắt đầu ồn ào. Người đẹp, anh đến chơi đùa với em nhé. Người đẹp, anh đang rảnh, không ngại cùng em chơi trò vui vẻ. Người đẹp, anh cũng tình nguyện cùng chơi với em muốn chơi thế nào anh cũng chiều. Người này còn chưa nói dứt lời thì Liễu Mộng đã đón lời, nàng dùng vẻ mặt hồn nhiên hỏi. Thật sự chơi thế nào cũng được sao? Tất nhiên là không có vấn đề, cùng người đẹp chơi đùa là việc vì nghĩa bất dung. Người đẹp cứ nói, em muốn chơi thế nào? Bọn anh nhất định sẽ phụng bồi. Người mở miệng chính là tên đeo hoa tai, hắn vừa nói vừa tiến đến. Hai tên vệ sĩ cách đó không xa thấy tình hình không đúng thì chuẩn bị đi đến, nhưng bọn họ vừa đi được vài bước thì Liễu Mộng đã quay đầu trừng mắt. Đừng đến đây, tôi đang nhàm chán. Hai tên vệ sĩ chỉ còn cách dừng lại, trong lòng cũng thầm mặc niệm cho đám côn đồ, rõ ràng dám động vào ma nữ kia, đúng là không biết sống chết.
Đáng tiếc là đám người không biết sống chết lại chẳng ý thức được điều gì không đúng, bọn họ còn tưởng rằng Liễu Mộng đang muốn nói chuyện với mình. Người đẹp, có anh sẽ hết buồn chán. Người đẹp, không có bọn anh thì em chơi đùa với ai? Đúng vậy, người đẹp, em nói đi, thích chơi thế nào? Người đẹp, hay chúng ta tìm chỗ khác chơi đùa? Bốn người vây quanh Liễu Mộng, bộ dạng giống như sợ nàng chạy mất. Chị muốn chơi nhảy cầu, các chú có chơi không? Liễu Mộng dùng ánh mắt hồn nhiên nhìn bốn tên côn đồ. Bốn tên côn đồ chợt sững sờ, nhảy cầu sao? Còn có cách chơi này à? Sao bọn họ chưa từng nghe qua? À, người đẹp, nhảy cầu thì chơi thế nào? Tên côn đồ đeo hoa tai hỏi. Chính là nhảy từ đây xuống, sau đó lại đi lên, rất vui. Liễu Mộng nghiêm trang nói, nàng vừa nói vừa chỉ xuống dưới. Dòng sông bên dưới rất khô cạn, bây giờ căn bản không có nhiều nước, nhảy xuống xác suất trúng nước thấp hơn rất nhiều so với trúng cạn. Điều này, người đẹp, cách chơi này có phải quá kích không? Tên lưu manh đeo hoa tai cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng hắn nhìn xuống bên dưới mà không dám nhảy. Tuy cầu không tính là cao, nhảy xuống cơ hội bỏ mạng là không lớn, nhưng xác suất gãy chân gãy tay là khá lớn. Quỷ nhát gan, không dám chơi thì tránh ra, để chị tự chơi. Liễu Mộng dùng ánh mắt bất mãn nhìn đối phương. Tên lưu manh đeo hoa tai bị Liễu Mộng mắng là quỷ nhát gan thì chợt buồn bực, sau đó hắn cố gắng lấy dũng khí rồi đón lời. Người đẹp, nếu em dám chơi, bọn anh sẽ cùng chơi với em. Đúng vậy, người đẹp, nếu em dám chơi, chúng anh dám chơi theo. Ba tên lưu manh khác cũng phụ họa. Các chú nói vậy cũng đừng nên đổi ý. Liễu Mộng vui vẻ, sau đó nàng nhảy dựng lên rồi rơi xuống. Bốn tên lưu manh trợn mắt há mồm, người đẹp kia chơi thật sao? Bọn họ vội vàng chạy ra xem, sau đó thấy người đẹp tiên nữ đang đứng dưới cầu bình yên vô sự, còn phất tay với bọn họ. Này, các chú nhảy xuống đây nhanh lên. Liễu Mộng ở bên dưới thúc giục. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, hừ, thật sự phải nhảy sao? Bọn chỉ nói chơi mà thôi, cũng không dám nhảy xuống, bọn họ nào ngờ người đẹp nhảy xuống mà không có vấn đề gì xảy ra. Này, các người nhảy xuống nhanh lên. Lúc này một âm thanh bất mãn vang lên. Vợ anh nói các chú nhảy xuống, các chú còn chờ gì nữa? Nếu không nhảy thì anh ném xuống. Bốn tên lưu manh nghe nói như vậy thì chợt sững sờ, Liễu Mộng ở bên dưới thì trở nên vội vàng, nàng quát lớn. Tiểu bại hoại, đừng cướp món đồ chơi của chị. Chương 966, ma nữ Mộng Mộng bệ hạ. Liễu Mộng nhảy dựng lên, mái tóc dài tung bay, váy trắng bồng bềnh, tư thế cực kỳ đẹp mắt, sau đó đã nhanh chóng bay lên cầu. Nhưng bốn tên côn đồ thấy tư thế như vậy thì sợ ngây người, không phải vì tư thế vừa rồi là quá đẹp, mà vì điều này quá sức tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Hừ, cô ta không phải là tiên nữ, là yêu nữ, anh em chạy mau. Vài giây sau tên lưu manh đeo hoa tai mới kịp phản ứng, sau đó hắn vội vàng hô một câu rồi xoay người bỏ chạy. Nhưng tên đeo hoa tai vừa chạy được hai bước thì đã bay bổng lên rồi rơi xuống cầu. Chị không phải là tiên nữ. Thì ra Liễu Mộng tung một cước đá bay tên lưu manh. Chị cũng không phải là yêu nữ. Liễu Mộng lại nói một câu, nàng đá một tên khác xuống cầu. Chị là ma nữ Mộng Mộng xinh đẹp nhất, được hoan nghênh nhất, người nào gặp cũng thích. Liễu Mộng cuối cùng nói hơn 10 chữ, đồng thời phóng lên tung một đá, hai tên côn đồ còn lại cũng rơi xuống cầu. Á, á, cứu mạng. Đám côn đồ phát ra tiếng kêu sợ hãi, thậm chí còn có tên kêu gào cứu mạng giữa không trung. Tiểu bại hoại, cậu ở đây chờ tôi, bây giờ tôi xuống dưới chơi một chút. Liễu Mộng nói xong lại nhảy xuống cầu. Chị giẫm, chị đạp. Liễu Mộng chạy tới chạy lui bên dưới. Nàng không ngừng dẫm lên người bốn tên đáng thương. Lúc này bốn tên kia căn bản không thể đứng lên, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu đau đớn. Điều bọn họ cảm thấy đáng ăn mừng duy nhất vào lúc này chính là Liễu Mộng không thích mang giày cao gót, nếu không bọn họ đã sớm bị dẫm thủng người. Nhưng dù là như vậy, kết quả là bốn tên bị Liễu Mộng dẫm lên điên cuồng và bắt đầu cầu xin tha thứ. Chị hai, tha mạng. Liễu Mộng lại dẫm một cước. Không cho phép gọi chị là chị hai. Chị không phải là chị hai của chú. Cô, bà nội, tha mạng cho con. Liễu Mộng lại giẫm một cái. Chị không phải là cô hay bà nội của chú có thể gọi chị là ma nữ Mộng Mộng bệ hạ. Ma nữ Mộng Mộng bệ hạ, tha cho chúng em không dám nữa. Ma nữ Mộng Mộng bây giờ rất nhàm chán, bây giờ các chú là món đồ chơi của chị,
các chú phải lấy đó làm vinh hạnh. Liễu Mộng lại giẫm lên người một tên đáng thương. Ma nữ Mộng Mộng bệ hạ, chúng em thật sự không dám nữa, chúng em cũng không dám làm phiền chị nữa. Lại một tên cầu xin tha thứ. Sao? Liễu Mộng chợt dừng tay. Các chú cố ý đến làm phiền chị sao? Tên ngốc nào dám cố ý đến gây phiền toái cho vợ anh? Một âm thanh bất mãn vang lên, Hạ Thiên đã nhảy xuống cầu. Vừa rồi Hạ Thiên đều ở bên cạnh Bàng Quan, vì Liễu Mộng không cho hắn cướp món đồ chơi, nhưng bây giờ hắn nghe nói đám người kia bị người ta sai khiến đến cố ý gây phiền toái cho Liễu Mộng, vì vậy mà sự việc trở nên khác biệt. Chúng tôi không biết, vừa rồi chúng tôi đi dạo thì có một chiếc xe dừng lại ở bên cạnh, có người cho chúng tôi 10.000 để chúng tôi dạy bảo vị ma nữ Mộng Mộng bệ hạ này một bài học, còn nói chúng tôi chụp hình quay phim lại, như vậy sẽ cho chúng tôi 100.000. Chúng tôi thấy vừa có tiền vừa có người đẹp để đùa giỡn vì vậy mà đồng ý. Á! Người này còn chưa nói hết lời đã bị Hạ Thiên đá bay, một giây sau hắn phát hiện mình ở trên cầu, ba tên còn lại liên tiếp ngã lên mặt cầu. Hạ Thiên kéo Liễu Mộng nhảy dựng lên rồi rơi xuống bên cạnh bốn tên côn đồ. Này, đám ngốc, các chú lập tức tìm ra tên khốn cho tiền, nếu không anh sẽ vứt các chú xuống cầu. Chúng em tìm, sẽ đi tìm ngay. Bốn tên côn đồ lập tức đứng lên. Chính là chiếc xe kia, chính là nó. Một người trong nhóm chợt hô lên vui sướng, sau đó dùng ngón tay chỉ vào một chiếc xe đang dừng cách đó không xa. Chú xác định là chiếc xe kia sao? Hạ Thiên hỏi một câu. Đúng vậy, chính là nó, là chiếc Audi có bốn vòng tròn, tôi còn nhớ biển số có hai số 45, đúng vậy, chính là nó. Tên côn đồ trả lời. À, vậy thì chú có thể xuống cầu được rồi. Hạ Thiên đá tên kia xuống cầu. Vì sao còn đá tao xuống cầu? Người này thầm nghĩ khi còn đang lơ lửng trên không, nhưng hắn lại lập tức cảm thấy cân đối, vì hắn phát hiện ba tên anh em cũng rơi xuống theo mình. Hạ Thiên kéo Liễu Mộng đi về phía chiếc Audi. Chị Mộng, chúng ta đổi đồ chơi. Được. Liễu Mộng nghe nói có đồ chơi mới thì chợt vui vẻ, cuối cùng nàng phát hiện vẫn là Tiểu Bại Hoại tốt nhất với mình, chỉ có hắn chủ động đi tìm đồ chơi cho nàng. Hạ Thiên và Liễu Mộng nhanh chóng đi đến bên cạnh chiếc Audi, cửa sổ xe màu đen, từ bên ngoài không nhìn thấy tình hình bên trong. Hạ Thiên vỗ cửa xe, bên trong không có phản ứng. Này, lăn ra đây, nếu không anh ném các chú xuống cầu. Hạ Thiên bất mãn nói. Nhưng người ngồi trong xe vẫn không có phản ứng, Liễu Mộng chợt tung tăng như chim sẻ. Tiểu Bại Hoại, chúng ta ném cả chiếc xe xuống. Được. Hạ Thiên lập tức đồng ý, sau đó hắn bắt đầu hành động, hắn và Liễu Mộng một trước một sau nhấc chiếc xe lên. Thực tế hắn và Liễu Mộng hoàn toàn có thể tự mình nhấc xe lên, vì vậy bây giờ cả hai nâng chiếc xe như đang cầm một món đồ chơi. Hi hi, ném xuống nào. Hai người nhanh chóng đi đến bên cầu. Sau đó ném chiếc xe xuống dưới ánh mắt trợn tròn của mọi người. Á! Trong xe truyền đến tiếng thét, một người phụ nữ mở cửa xe ra, sau đó nàng nhảy ra trước khi xe rơi xuống đất. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, xe đập vào lòng sông, mà người phụ nữ kia cũng rơi xuống. Rõ ràng người phụ nữ này rất may mắn, vì nàng rơi trúng người một tên côn đồ trước đó. Tên côn đồ kia cảm thấy vận may của mình kéo đến. Rõ ràng một người đẹp tự nhiên xuất hiện nện lên người hắn. Là cô dám tìm người đối phó với vợ tôi sao? Hạ Thiên lúc này hiện ra trước mặt người phụ nữ, hắn phát hiện ra đối phương, thật ra đây chính là ngôi sao quốc tế Tưởng Hiểu Di mà trước đó Đái Kim muốn hắn đến cưa. Tôi không biết cậu đang nói gì. Tưởng Hiểu Di đứng lên, thớ thể không có gì hao tổn nhưng vẻ mặt có hơi tái nhợt. Tưởng tiểu thư, cô không sao chứ? Lúc này chiếc xe kia cuối cùng cũng mở cửa ra. Hai tên đàn ông mặc tây trang từ bên trong phóng ra. Hai người này rất chật vật, nhưng bọn họ không quan tâm đến mình, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh bảo hộ cho Tưởng Hiểu Di. Chính là hắn cho chúng tôi tiền. Một tên côn đồ miễn cưỡng bỏ lên, hắn chỉ vào một người đàn ông mặc tây trang rồi nói. Chương 967, đầu đau nhức, bàn chân chảy mủ. Tiểu Bại Hoại, đám người này quá xấu. Liễu Mộng rất tức giận. Rõ ràng để cho Lưu Manh ức hiếp chị, còn muốn quay phim chụp ảnh, dù muốn thì cũng chỉ có Tiểu Bại Hoại được làm, chị phải đánh bọn họ. Liễu Mộng rất tức giận, hậu quả tất nhiên là rất nghiêm trọng, vì vậy mà nàng vừa nói xong đã bắt đầu ra tay. Hai tên đàn ông bị Liễu Mộng đánh ngã, sau đó bị nàng giẫm đạp điên cuồng, hai tên liên tục kêu thảm. Dừng tay, các người làm gì? Tôi báo cảnh sát.
Tưởng Hiểu Di ở bên cạnh quát lớn, sau đó nàng lấy điện thoại ra, bộ dạng có thể gọi đi bất cứ lúc nào. Này, hai tên ngốc này là vệ sĩ của cô sao? Hạ Thiên lúc này trừng mắt nhìn Tưởng Hiểu Di. Bọn họ muốn hại vợ tôi, có phải cô bắt bọn họ phải làm? Không, chuyện này không liên quan đến tôi, cậu mau bảo cô ta dừng tay, nếu không tôi báo cảnh sát. Tưởng Hiểu Di cầm điện thoại nhưng không gọi đi. Chị Mộng, đừng đánh nữa, để tôi hỏi tên ngu ngốc này vài chuyện. Hạ Thiên không quan tâm đến Tưởng Hiểu Di, hắn nói với Liễu Mộng. À, được. Liễu Mộng cuối cùng cũng dừng tay, Hạ Thiên thì dùng hai tay nhấc hai tên vệ sĩ lên, hắn phóng lên cầu, sau đó đưa hai tên lơ lửng ngoài khoảng không. Này, hai đứa ngu ngốc, mau nói ra, ai sai các chú đối phó vợ anh? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Chính chúng tôi làm, không liên quan đến người khác. Một vệ sĩ mở miệng nói. Hạ Thiên khẽ buông tay, tên này lập tức rơi xuống, một lát sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết của đối phương. Này, thằng ngu, tuy cầu không cao nhưng nếu đầu chạm đất đầu tiên thì sẽ chết, chú xem, tên ngốc kia đã chết, chú có muốn theo hắn không? Hạ Thiên nói với tên đàn ông mặc tây trang còn lại. Không, không, đại ca, anh tha cho em chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Người này đầu tiên thấy người ta nhấc xe ném ra khỏi cầu, sau đó bị đánh một trận, cực kỳ thê thảm. Sau đó hắn thấy đồng bạn của mình bị ném ra khỏi cầu, giống như đã chết, vì vậy mà bị dọa cho vỡ mật, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nói mau, chú phụng mệnh ai? Hạ Thiên mất kiên nhẫn. Chính là Tưởng tiểu thư, cô ta nói vị Liễu tiểu thư kia cướp vị trí nhân vật chính, vì vậy phải dạy cho một bài học. Tên đàn ông tây trang dùng giọng nơm nớp lo sợ nói. À, chính là Tưởng Hiểu Di ngu ngốc dưới cầu sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, chính là cô ta. Tên đàn ông trả lời. À, vậy chú đi tìm chết được rồi. Hạ Thiên buông tay, tên đàn ông rơi xuống. Hạ Thiên lại nhảy xuống, hắn hiện ra bên cạnh Liễu Mộng. Chị Mộng, chính là người này muốn hại chị, nói rằng chị cướp vị trí nhân vật chính, chúng ta trực tiếp xử lý cô ta được không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Này, cô bị bệnh sao? Ai cướp vị trí nhân vật chính của cô? Liễu Mộng trừn mắt nhìn Tưởng Hiểu Di. Hoắc Nham kia nói tôi làm nhân vật chính, tôi còn chưa đồng ý. Các người, rốt cuộc các người là người hai quái vật. Trong mắt Tưởng Hiểu Di lóe lên cái nhìn hoảng sợ, nàng tận mắt thấy Hạ Thiên nhảy lên nhảy xuống cầu, nếu không phải là quái vật thì sao có thể làm ra những chuyện khó tưởng như vậy? Cô mới là quái vật. Liễu Mộng rất mất hứng. Tiểu bại hoại, người này rất xấu xa, chỉ vì một vị trí nhân vật chính mà muốn hại chị, đúng là loại đỉnh đầu đau nhức bàn chân chảy mủ, quá xấu, cậu giúp chị xử lý cô ta đi. Chị Mộng, hay là làm cho cô ta đầu đau nhức chân chảy mủ? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Hay, hay lắm. Liễu Mộng vỗ bàn tay, bộ dạng rất vui. Hạ Thiên lấy ngân châm ra, sau đó hắn nhanh chóng đâm vài châm lên người Tưởng Hiểu Di. Khi hắn định thu châm thì chợt có một ý nghĩ mới. Chị Mộng, cô ta còn nói chúng ta là quái vật, nếu không tôi biến cô ta thành quái vật, biến thành một người quái dị. Được, chị thích như vậy, biến cô ta thành người quái dị đi. Liễu Mộng rất vui vẻ. Tiểu bại hoại, cũng chỉ có cậu là tốt nhất. Hạ Thiên nghe được lời khuyến khích của Liễu Mộng thì tiếp tục đâm vào châm lên người Tưởng Hiểu Di, sau đó hắn thu hồi ngân châm, bộ dạng có chút thỏa mãn. Này, chị Mộng. Lát nữa người quái dị sẽ cảm thấy đầu đau nhức chân chảy mủ, gương mặt cũng càng ngày càng xấu. Liễu Mộng đưa cặp môi đỏ mọng đến hôn lên mặt Hạ Thiên, sau đó nàng chợt vui sướng. Tiểu bại hoại, chúng ta đi thôi, có rất nhiều người đang nhìn về phía bên này. Nhiều người đến đây xem cũng là lẽ thường, hai người bọn họ ở đây náo loạn quá lâu, nếu không có ai đến xem mới là quái lạ. Được. Hạ Thiên kéo Liễu Mộng nhảy dựng lên trên cầu, một giây sau biến mất trong mắt mọi người. Tiên nữ hiển linh. Đúng là tiên nữ. Đám người dưới cầu chắc chắn làm chuyện xấu và bị tiên nữ trừng phạt. Cầu tiên nữ phù hộ. Vài phút sau đám cảnh sát đến cầu thì lấy được khẩu cung của quần chúng là tiên nữ hiển linh trừng phạt đám người xấu. Điều này làm cho đám cảnh sát chợt ngẩn ngơ, có tiên nữ đến đây sao? Ma nữ Liễu Mộng được người ta nhận lầm là tiên nữ, lúc này nàng đang nắm tay Hạ Thiên đi trên đường rất vui vẻ. Tiểu bại hoại, cậu thấy tôi có nên đóng phim không? Liễu Mộng nũng nịu nói. Chị Mộng, chị thích thì cứ làm, không thích thì không cần làm. Hạ Thiên trả lời.
Liễu Mộng cảm thấy khó khăn, nàng chu miệng nhỏ. Hình như người ta còn không biết có nên làm hay không, cũng không biết điện ảnh là thế nào, có vui không, nếu không vui thì không đi. Chị Mộng, vậy chị cứ đóng phim, nếu cảm thấy thú vị thì tiếp tục, không thì bỏ qua. Hạ Thiên nhanh chóng đưa ra ý kiến. Đúng, sao chị không nghĩ ra nhỉ? Liễu Mộng đứng lại, sau đó nàng hưng phấn hôn Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, vẫn là cậu thông minh. Chị Mộng, tôi luôn thông minh nhất. Hạ Thiên dõng dạc nói. Hi hi, chúng ta đi tìm Hoắc Nham, chị sẽ nói cho hắn biết, chị muốn đóng phim. Liễu Mộng mở miệng nói. Chỉ cần điện thoại là được. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn không có hứng gặp tên Hoắc Nham kia. Chị không biết số điện thoại của hắn. Liễu Mộng chớp cặp mắt đẹp. Tôi hỏi Đái Kim sẽ biết ngay. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi đi, nhưng còn chưa kịp gọi thì đã có người điện thoại đến trước. Người điện thoại đến là Vân Thanh, Hạ Thiên thuận tay nhận máy. Chị Vân Thanh, có chuyện gì sao? Anh rể, em là Thuần Thuần, không tốt rồi, chị đang đánh nhau với người ta, bọn họ rất đông. Bên trong điện thoại không phải là âm thanh của Vân Thanh, là giọng nói trong trẻo của Thạch Thuần. Chương 968, được một tấc sẽ tiến thêm một thước. Người thiện thường bị kẻ khác khi dễ, ngựa thiện bị cưỡi, những lời này tuyệt đối không phải giả, vì vậy những năm gần đây làm người không nên quá thành thật, nếu người khác cảm thấy mình dễ ức hiếp thì được một tấc sẽ tiến thêm một thước, ức hiếp lần này sẽ còn lần khác. Trước kia Vân Chí Quang thật ra không phải là người thành thật, nhưng sau khi có vợ thì hắn thành thật hơn. Hắn muốn an tâm sống. Sau khi Vân Thanh mở công ty xây dựng và cho hắn làm trưởng phòng, hắn càng mong muốn mình thành thật kinh doanh để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Lần này Ngưu Đại Căn uống rượu chết, hắn cảm thấy sự việc này không liên quan gì đến mình, nhưng hắn nghi ngờ cái chết của Ngưu Đại Căn có liên quan đến Hạ Thiên. Vì vậy sau khi Vân Thanh nói hắn bồi thường tiền thì vẫn đồng ý, sau đó hắn thông qua cảnh sát làm trung gian hòa giải. Hắn và người nhà của Ngưu Đại Căn và trưởng phòng Vương phòng giao thông đưa ra thỏa thuận, hắn đền bù cho mỗi bên 100.000, hai nhà cũng ký giấy cam đoan để không đến làm phiền hắn. Đáng lý ra buổi sáng bàn rất thuận lợi, hai bên hẹn nhau đến chiều đến cục công an ký giấy cam đoan, nhưng đến chiều Vân Chí Quang cầm tiền mặt đến cục công an thì tình huống có biến đổi. Người nhà của trưởng phòng Vương không muốn náo loạn nên cầm 100.000 và ký giấy cam đoan rồi bỏ đi. Nhưng khi Vân Chí Quang yêu cầu vợ Ngưu Đại Căn ký giấy đảm bảo thì lại nhận được câu trả lời. Muốn tôi ký giấy cam đoan sao? Được, đưa 1 triệu đây, tôi ký cho. Vân Chí Quang nghe được câu nói như vậy mà thiếu chút nữa cho con vợ béo của Ngưu Đại Căn một tát, đây không phải được một tấc tiến thêm một thước sao? Vợ của Ngưu Đại Căn tên là Mao Đào Hoa, một cái tên rất tục, nửa ơi cũng rất tục, vừa béo vừa xấu, hơn nữa tính tình lại quá kém. Sau khi gặp mặt Mao Đào Hoa một lần thì Vân Chí Quang bắt đầu hiểu vì sao Ngưu Đại Căn thích ra ngoài chơi gái, trong nhà có một con vợ như vậy, thật sự là bi kịch với cánh đàn ông. Chị Mao, buổi sáng chúng ta đã bàn xong, bây giờ chị muốn đổi ý sao? Không tốt lắm. Vân Chí Quang cố gắng nén giận, tuy người phụ nữ này không phải chán ghét ở mức bình thường nhưng hắn vẫn cố gắng bảo trì gương mặt tươi cười, nói chuyện cũng rất khách khí. Đổi ý thì sao? Tôi đổi ý thì sao? Này Vân Chí Quang, mày đừng tưởng tao là kẻ ngu, Đại Căn nhà tao uống rượu chết, liên quan gì đến mày? Tao nói mày bồi thường là mày bỏ tiền ra, điều này không phải nói trong lòng mày có quỷ sao? Tao thấy chồng tao có phải uống rượu chết hay không còn chưa xác định, tao thấy 8 phần là mày tìm đến một vài con hồ ly tinh, sau đó giết chết anh ấy. Mao Đào Hoa nói như súng máy, chỉ sau khoảnh khắc đã tuôn ra hàng loạt câu nói. Mày đừng tưởng tao không biết. Mày vì những công trình xây dựng mà cả ngày mời chồng tao đi ăn uống tắm hơi và gái gú, bây giờ hắn chết, mày bồi thường 100.000, nếu không phải trong lòng mày có quỷ thì sao dễ nói chuyện như vậy? Này, 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 Mao Đào Hoa, cô nói như vậy sao? Ngưu Đại Căn nhà cô trúng độc cồn mà chết, không đi với gái, khi anh ta uống rượu ở quán lẩu thì có rất nhiều người thấy. Lúc này Vân Chí Quang nhân đạo đền bù tổn thất, cô đừng nên náo loạn nữa. Đại đội phó Điền Đại Dũng phụ trách trật tự trị an cũng không nhịn được, vì thế không nhịn được phải mở miệng. Bà muốn náo loạn thì sao? Mao Đào Hoa lại tuyệt đối không sợ Điền Đại Dũng. Bà nói cho các người biết, hôm nay bà mặc kệ Ngưu Đại Căn chết thế nào, bà muốn 1 triệu. Bây giờ Ngưu Đại Căn đã chết, nhà bà không còn ai làm ra tiền, bà muốn 1 triệu vẫn coi như là ít, khi còn sống chẳng phải mỗi năm kiếm được 1 triệu sao? Anh không thích thì bắt lại, bà đây cứ ở lại cục công an. Như vậy lại sướng.
Điền Đại Dũng lập tức bức bối, đây là một người đàn bà chanh chua, đúng là khó trêu vào. Sự việc đã náo loạn thì một cảnh sát như hắn cũng khó giải quyết. Được rồi, vậy các người cứ tiếp tục thương thảo. Điền Đại Dũng quyết định mặc kệ sự việc này, cứ tùy bọn họ thích làm gì thì làm. Chị Mao, chị muốn đòi tiền thì đến quán lẩu, bây giờ tôi nói cho chị biết, 10 vạn tôi cũng không đưa, không muốn thì thôi. Vân Chí Quang thật sự căm tức. Này, Vân Chí Quang, mày muốn đùa với bà à? Bà nói cho mày biết, nếu trả tiền thì không xong, nếu không trả tiền thì mày thử đi ra khỏi cục công an xem. Để xem bà có cho mày biết tay không. Mao Đào Hoa thật sự hung hãn, cũng không quan tâm có Điền Đại Dũng ở bên cạnh, nàng trực tiếp uy hiếp Vân Chí Quang. Lần này Điền Đại Dũng coi như không nghe thấy gì. Bọn cảnh sát khốn nạn. Vân Chí Quang thầm mắng một câu, hắn rất muốn nổi giận nhưng lại nghĩ sự việc sẽ ảnh hưởng đến Vân Thanh và Hạ Thiên, vì vậy hắn nhịn xuống. Hắn suy nghĩ, cuối cùng quyết định điện thoại thương lượng với Vân Thanh. Chị Mao, tôi phải thương lượng một chút. Vân Chí Quang tạm thời nén giận, sau đó hắn đứng sang một bên bấm số Vân Thanh. Đợi chị tới. Vân Thanh nhận được điện thoại thì nói một câu như vậy, sau đó Vân Chí Quang ngồi chờ ở cục công an. Vân Thanh nhanh chóng đến cục công an huyện, cùng đi với nàng còn có Thạch Thuần, vì hai người bọn họ vốn dạo phố mua sắm, sau đó nhận được điện thoại của Vân Chí Quang và đến ngay cục công an. Chị. Khi thấy Vân Thanh thì Vân Chí Quang vội vàng đi tới. Làm sao bây giờ? Bây giờ chị ta mở miệng là 1 triệu, quá ức hiếp người. Cầm tiền, chúng ta đi. Vân Thanh thản nhiên nói. Loại người này không thể không cứng rắn, nếu cô ta thật sự muốn chúng ta bồi thường, vậy thì đến tòa án mà kiện. Biết rồi chị, chúng ta đi thôi. Vân Chí Quang cũng không muốn bồi thường cho Mao Đào Hoa, khi nghe Vân Thanh nói như vậy thì hắn cảm thấy cầu còn chưa được. Vì vậy mà lấy tiền bỏ đi. Này, các người muốn đi sao? Mao Đào Hoa nghe được đoạn đối thoại của hai người mà không khỏi nhìn về phía Vân Thanh. Cô là ai? Tôi là Vân Thanh. Vân Thanh thản nhiên nói. Bây giờ tôi nói rõ với cô, Ngưu Đại Căn chết đi không liên quan gì đến chúng tôi, nếu cô không phục thì có thể đi tố cáo. Thuận tiện cũng nói cho cô biết, tôi là luật sư, tôi có 100% chiến thắng trên tòa. Đến lúc đó dù chúng tôi bồi thường cho cô 10.000 cũng chẳng có. Luật sư sao, tôi thấy cô là gái, bộ dạng như yêu tinh. Mao Đào Hoa mở miệng đã nói bẩn. Vân Thanh vung tay, một tiếng bốp vang lên, trên mặt Mao Đào Hoa xuất hiện vài dấu ngón tay. Đám người chợt ngẩn ngơ, Vân Thanh ra tay rõ ràng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tôi nói cho cô biết, miệng mồm phải sạch sẽ một tí, nếu không tôi vã rụng răng. Trong cặp mắt sắc xinh đẹp của Vân Thanh bùng ra cái nhìn lạnh lùng. Mày dám đánh bà? Mao Đào Hoa đột nhiên nổi giận, nàng gầm lên rồi phóng về phía Vân Thanh. Chương 969, tiểu mỹ nữ mạnh mẽ. Vân Thanh lại vung một tát lên mặt Mao Đào Hoa, điều này làm cho Mao Đào Hoa choáng váng, thân thể lắc lư vài lượt rồi ngã xuống đất. Này, đừng đánh người, chuyện gì cũng từ từ, đây là cục công an. Lúc này Điền Đại Dũng cuối cùng cũng phát hiện tình huống không đúng, người đẹp kia rõ ràng không phải chỉ mạnh mẽ bình thường, hơn nữa gương mặt còn quá đẹp, ánh mắt câu hồn, dáng người nóng bỏng vượt mặt người mẫu, nhưng cũng có thể nói là mẫu bạo long. Tôi cảnh cáo cô, nói chuyện phải sạch sẽ một chút, nếu không thì im miệng. Vân Thanh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Mao Đào Hoa nằm trên mặt đất. Sau đó nàng dùng một tay kéo Thạch Thuần đi ra ngoài cục công an. Nàng rất căm hận người khác gọi mình là gái, trước đó nàng ít khi ra tay đánh người, nhưng khi ở cùng Hạ Thiên khá lâu thì nàng cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ nàng bị người ta nhục mạ mà khó thể nén giận, vì vậy trực tiếp ra tay bạo lực. Vân Chí Quang tất nhiên lập tức theo sau, đồng thời còn lo lắng hỏi. Chị, như vậy không sao chứ? Mao Đào Hoa là loại đàn bà chanh chua, cô ta vừa mới uy hiếp em, nói em không trả tiền sẽ bị làm mệt chết, em sợ cô ta làm bậy. Đừng lo. Nếu cô ta đi tố cáo chúng ta, cô ta sẽ chẳng được xu nào, nếu cô ta dám làm sằng bậy, chị cũng không sợ. Vân Thanh tin tưởng 10 phần với vấn đề này, nếu làm sằng bậy, trên đời này có người làm sằng bậy bằng Hạ Thiên sao? Trước đó Vân Thanh không muốn sự việc náo loạn, điều này không có nghĩa là nàng sợ náo loạn. Loại người như Mao Đào Hoa, nếu người khác cúi đầu thì sẽ cho rằng đang sợ hãi, nếu người ta mạnh bạo thì có lẽ sẽ sợ hãi. Vân Thanh dù sao cũng là luật sư nhiều năm. Nàng đã gặp nhiều người như vậy, vì thế có thể nói là thấy rõ suy nghĩ của đối phương. Vân Chí Quang nghe Vân Thanh nói như vậy thì cũng yên tâm hơn,
hắn thấy chị mình là luật sư, có cuộc sống ở thành phố lớn, có lẽ kiến thức rộng rãi, nàng đã nói như vậy thì phải có nắm chắc. Hơn nữa hắn tuy không hiểu nhiều về anh rể Hạ Thiên kia, nhưng hắn biết anh rể không phải là người thường, dù là sức mạnh hay hậu trường cũng không giống người thường. Vân Thanh kéo Thạch Thuần, Vân Chí Quang đi theo phía sau, ba người bọn họ nhanh chóng rời khỏi cục công an. Nhưng khi vừa đi ra cổng thì bọn họ nghe thấy tiếng quát chói tai sau lưng. Ngăn bọn họ lại, chặn bọn họ lại cho tao. Người hét lên tất nhiên là Mao Đào Hoa, rõ ràng nàng đã bỏ lên và chạy theo. Mao Đào Hoa vừa hô lên như vậy thì một đám người đã bao quanh cổng cục công an, ít nhất cũng là 4-50 tên. Hôm nay nàng đến đây đã có chuẩn bị, nàng đã sớm có tư tưởng gây náo loạn, gọi đến tất cả thân thích bạn bè của Mưu Đại Căn đến. Tuy đám người kia trai gái già trẻ đều có nhưng nhiều người cùng tập hợp lại cũng tạo ra khí thế không nhỏ. Mao Đào Hoa chỉ vào người Vân Thanh, bộ dạng hổn hển. Vã nát miệng con này, lột quần áo nó ra, rạch mặt nó. Á! Vân Thanh lại cho Mao Đào Hoa một tát, lần này hai cái răng văng ra. Mao Đào Hoa muốn vã nát miệng Vân Thanh, kết quả là bị Vân Thanh đánh gãy răng trước. Mà một tát này của Vân Thanh cũng làm cho đám người kia bùng nổ, vây chục người cùng phóng lên, mục tiêu tất nhiên là Vân Thanh. Thuần Thuần, cầm lấy túi, Tiểu Quang, cậu và Thuần Thuần vào trong đi. Vân Thanh đưa túi sách cho Thạch Thuần, sau đó phân phó một câu. Chị, em giúp chị. Vân Chí Quang không chịu bỏ đi, hắn cảm thấy nếu mình bỏ đi thì không phải là đàn ông. Hắn cũng chẳng phải chưa từng đánh nhau, tuy không phải là cao thủ nhưng nếu liều mạng với dăm ba người cũng chưa chắc sẽ thua. Thạch Thuần lại rất nghe lời, nàng chạy vào bên trong, sau đó lấy điện thoại của chị trong túi sách ra, nàng bấm số của Hạ Thiên. Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì nàng lại chạy ra. Chị, em giúp chị. Thạch Thuần vừa nói vừa chạy về phía Mao Đào Hoa, nàng tung một cước đá ngã Mao Đào Hoa, trong miệng còn lầm bầm một câu. Dám mắng chị ta, ta đánh ngươi. Thạch Thuần dùng sức đá vài cước lên người Mao Đào Hoa, sau đó lại nhào lên đấm đá vài người khác. Vân Chí Quang vốn đang đánh đấm khá điên cuồng cũng nhanh chóng cảm thấy tự ti, đúng là hắn không phải là đàn ông, còn kém so với cô bé kia. Đúng là không biết nói thế nào cho phải, cô bé kia quá dữ dội, mới khoảnh khắc đã đánh ngã vài tên đàn ông cao lớn. Mà Vân Thanh càng mạnh mẽ, nàng tiến lên gặp người nào thì ra tay đánh ngã ngay lập tức, vì vậy mà chỉ sau khoảnh khắc đã có rất nhiều người ngã xuống. Điền Đại Dũng lúc này cũng chạy ra, cũng có vài cảnh sát chạy theo, nhưng xua khi xem xét tình hình thì choáng váng, điều này, sao quỷ dị như vậy? Có chuyện gì xảy ra? Một giọng nói không vui vang lên. Cục trưởng. Đình Đình quay đầu lại nhìn và hoảng sợ, người vừa đi ra là Phó Cục trưởng Hồng Thiếu Huy, tuy người này chỉ là Phó Cục trưởng nhưng bây giờ là người chủ quản tất cả sự vụ trong Cục Công an huyện Mộc Dương, chẳng khác nào Cục trưởng. Đây là... Hồng Thiếu Huy lúc này cũng thấy rõ tình huống, hắn lập tức cảm thấy mê hoặc. Cục trưởng, Ngưu Đại Căn trúng độc cồn chết, vợ hắn là Mao Đào Hoa tìm người đến gây rối, muốn bắt người đã uống rượu với Ngưu Đại Căn phải bồi thường tiền. Sáng sớm đã thương lượng sẽ bồi thường 100 ngàn, nhưng đến bây giờ Mao Đào Hoa lại muốn đổi, đòi 1 triệu, vì vậy mà hai bên ồn ào và đánh nhau. Điền Đại Dũng nhanh chóng nói. Cô gái đang đánh nhau là Vân Thanh, còn cô bé kia, à, hình như là con gái của Cục trưởng Thạch. Điều này, con gái của Cục trưởng Thạch sao lại? Hồng Thiếu Huy chợt ngây dại, hắn nhớ rõ trước kia con gái của Cục trưởng Thạch là một con ma ốm, bình thường không dám ra khỏi cửa vì sợ bệnh. Tuy hắn biết cô bé kia bây giờ đã chữa khỏi bệnh nhưng cũng không thể nào trở nên lợi hại một cách vô lý như vậy. Chỉ cần nhìn bộ dạng đánh ngã đám đàn ông của cô bé, sợ rằng cảnh sát cũng không phải là đối thủ. Điều này, Cục trưởng, phải làm sao bây giờ? Điền Đại Dũng nhìn không được phải hỏi. Gọi thêm người bắt bọn họ lại. Hồng Thiếu Huy trầm ngâm rồi nói. Bắt lại. Điền Đại Dũng chợt ngẩn ngơ. Sao bắt cô bé kia được? Cô ấy mới 9 tuổi. Dù thật sự đánh chết người cũng không thể bắt được. Ăn bị choáng váng rồi sao? Hồng Thiếu Huy dùng ánh mắt hung hăng nhìn Điền Đại Dũng. Tôi bảo anh bắt các cô ấy sao? Tôi nói anh bắt đám người gây rối kia lại. Cục trưởng, tôi biết rồi. Điền Đại Dũng vội vàng gật đầu, trong lòng có chút buồn bực, sao hắn biết cục trưởng muốn bắt ai? Khoảnh khắc này đánh nhau cũng đã kết thúc, trên mặt đất có rất nhiều người nằm lăn lê bò toài. Cũng chỉ còn hai người đẹp một lớn một nhỏ đang đứng mà thôi. Hồng Thiếu Huy có chút chần chừ, hắn đi về phía hai người đẹp, nhưng lúc này hắn lại thấy hoa mắt, trong tầm mắt lại có thêm hai người.
Chương 970, bị tiểu nha đầu kia đánh ngã. Hai người đột nhiên xuất hiện này là một nam một nữ, nam không lớn tuổi, khoảng 20, dáng người không to cao, ăn mặc quỷ dị, trời lạnh mà mặc quần jean áo sơ mi, thật sự có phong thái phong độ không sợ nhiệt độ. Ngoài những thứ trên thì tên thanh niên có vẻ rất bình thường. Nhưng khi xem người phụ nữ ở bên cạnh thì ai cũng sẽ cảm thấy tên thanh niên không tầm thường, cô gái này chỉ 17-18 tuổi nhưng dáng người lại cực kỳ nóng bỏng, mặc một bộ váy trắng, tóc dài đến chân. Gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ, khí chất tiên nữ chính là những lời khắc họa cho cô gái kia, nhưng cô gái lại thân mật dựa lên người tên thanh niên, một người đàn ông có được một người phụ nữ như vậy nào có phải tầm thường. Anh rể, anh đến rồi. Thạch Thuần lúc này dùng giọng vui vẻ chào hỏi tên thanh niên. Chồng, sao cậu lại đến đây? Vân Thanh có chút kỳ quái, nàng không biết Thạch Thuần điện thoại cho Hạ Thiên. Thạch Thuần đón lời. Chị, em thấy bọn họ nhiều người, sợ chúng ta đánh không lại, vì vậy em điện thoại cho anh rể. Khoảnh khắc này Hồng Thiếu Huy đã hiểu, tên kia là Hạ Thiên trước đó đã vô tình giúp hắn phá án. Còn người phụ nữ bên cạnh Hạ Thiên, hắn cũng hiểu ra, chắc chắn là Liễu Mộng. Chỉ cần thấy Hạ Thiên có được hai người phụ nữ cực phẩm như Vân Thanh mà Liễu Mộng, hơn nữa bây giờ hai nàng gặp mặt nhau mà không có dấu hiệu xung khắc, có thể thấy người đàn ông này tuyệt đối không tầm thường. Tiểu Bại Hoại, cậu không phải nói chỗ này có đánh nhau lớn à? Sao chẳng thấy gì thế này? Liễu Mộng có chút mất hứng. Đều bị cô bé kia đánh hết rồi. Hạ Thiên chỉ về phía Thạch Thuần, bộ dạng có chút bất đắc dĩ. Hắn nhận được điện thoại thì chạy đến ngay nhưng vẫn chậm một bước. Tất cả đều đã ngã xuống, không còn ai đứng vững. Thạch Thuần nghe được lời nói của Hạ Thiên mà lè lưỡi, bộ dạng rất đáng yêu nhưng thật ra có chút hưng phấn. Đây là lần đầu tiên nàng đánh nhau, hơn nữa lại có hiệu quả khủng bố, điều này làm cho nàng phát hiện mình đánh nhau lợi hại. Nàng cũng biết tất cả đều là công lao của anh rể, vì vậy lúc này nàng càng sùng bái Hạ Thiên. Không còn gì vui để chơi, chị đi đóng phim vậy. Liễu Mộng bĩu môi, nàng muốn kéo Hạ Thiên đi. Chị Vân Thanh, còn ai đến làm phiền nữa không? Hạ Thiên dùng giọng lo lắng hỏi một câu. Chồng, cũng không còn gì, cậu và chị Mộng cứ đi đi, chuyện ở đây để tôi giải quyết. Vân Thanh vội vàng nói. Vân Thanh nói như vậy thì Hạ Thiên cũng nhanh chóng đưa Liễu Mộng đi, đúng là không có biện pháp, ai bảo bây giờ Liễu Mộng lại có hứng thú với điện ảnh. Hạ Thiên đến nhanh mà đi cũng nhanh, khoảnh khắc sau đã biến mất trong mắt Hồng Thiếu Huy. Dù hắn vẫn thường nhìn Hạ Thiên nhưng không phát hiện ra điều gì, chẳng biết đối phương đi như thế nào. Vì vậy mà hắn cũng không khỏi tin vào những lời đồn kia, Hạ Thiên thật sự là tồn tại thần tiên. Nhưng đối với Hồng Thiếu Huy thì đó là chuyện tốt, vì hắn có quan hệ khá tốt với Thạch Trường Canh, mà Thạch Trường Canh lại có một tầng quan hệ đặc thù với Hạ Thiên. Lúc này hắn cũng đã tin những lời của Thạch Trường Canh, Hạ Thiên thật sự là hậu trường của Thạch Trường Canh. Huyện Mộc Dương này có lẽ vẫn còn họ Thạch. Hồng Thiếu Huy chợt có một ý nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó hắn lập tức loại bỏ ý nghĩ của mình, trên mặt lộ ra nụ cười, hắn đi về phía Vân Thanh. Chào chị, Vân Tiểu Thư, tôi là Hồng Thiếu Huy, tôi đã nghe chú Canh nói về chị. Hạ Thiên điện thoại cho Đái Kim lại đang ở cùng với Hoắc Nham, hơn nữa vị trí của bọn họ bây giờ chính là tòa biệt thự trước đó Hạ Thiên đã từng đến, cũng chính là khu nhà cách biệt thự của Thạch Trường Canh không xa. Hạ Thiên và Liễu Mộng đi vào biệt thự thì thấy Địch Viện và Đái Kim đang ở bên trong, lúc này Địch Viện cũng không pha trà nghệ thuật, Hoắc Nham và đạo diễn Ngô An Phong cũng có mặt. Hạ Tiên Sinh, Ngô An Phong lần trước gặp mặt không chào đón Hạ Thiên, nhưng lần này lại chủ động chào hỏi, sau đó ánh mắt rơi lên người Liễu Mộng, ánh mắt có chút nóng bỏng. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Ngô An Phong. Này, ông nhìn chằm vào vợ tôi như vậy làm gì? Hạ Tiên Sinh, đừng hiểu lầm. Đây là lần đầu tiên đạo diễn Ngô nhìn thấy Liễu Tiểu Thư, anh ấy chỉ xác nhận xem Liễu Tiểu Thư có thật sự thích hợp với bộ phim của chúng tôi hay không mà thôi. Hoắc Nham vội vàng giải thích. Trước đó đạo diễn Ngô vẫn cho rằng tôi sắp xếp người quên làm nữ nhân vật chính, vì vậy mà có chút bất mãn. Đạo diễn Ngô trước nay luôn có danh tiếng tốt, thường tự tay tuyển diễn viên, anh ấy cảm thấy Tưởng Hiểu Di là thích hợp nhất, nhưng sau khi xem ảnh của Liễu Tiểu Thư thì thay đổi ý kiến. Đái Kim đến bên cạnh Hạ Thiên. Hắn khẽ hạ giọng nói. Anh bạn, thật ra là thế này, Hoắc Nham không chỉ tìm kiếm ngôi sao, hơn nữa còn là nhà đại diện cho bộ phim lần này, vì vậy rất có tiếng nói. Trước nay anh ta luôn kiên trì vợ anh làm nhân vật chính, điều này làm đạo diễn Ngô bất mãn, cảm thấy đây giống như quy tắc ngầm,
nhưng bây giờ ông ấy đã thấy khí chất của vợ anh làm nhân vật chính là cực kỳ phù hợp, vì vậy nên vấn đề này dễ nói. À, thuận tiện cũng nói, nhân phẩm của đạo diễn Ngô khá tốt, không làm chuyện gì với nữ diễn viên, anh cứ yên tâm, ông ta sẽ không có ý với vợ anh. Chị Mộng Mộng, nghe nói chị quyết định đóng phim. Địch Viễn lúc này cũng hưng phấn chạy đến. Chị giúp em một việc được không? Giúp cái gì? Liễu Mộng tò mò hỏi. Để đạo diễn Ngô sắp xếp cho em một vai nhỏ được không? Em chỉ xuất hiện lướt qua một lần là được, chỉ cần người ta có thể nhận ra em là được. Địch Viễn cười hì hì nói, giọng điệu của nàng không nhỏ, ai cũng nghe rõ. Được. Liễu Mộng đồng ý. Chị đang lo điện ảnh chẳng có gì vui, nếu em theo chị thì sẽ thú vị hơn. À, vậy thì tốt quá. Địch Viễn rất hưng phấn, sau đó nàng quay đầu nhìn Ngô An Phong. Đạo diễn Ngô, ông nghe thấy chưa, ông phải sắp xếp nhân vật cho tôi, tùy tiện sửa kịch bản chen vào là được. Được, tôi có thể cho cô một nhân vật. Ngô An Phong suy nghĩ rồi cuối cùng cũng đồng ý, sau đó hắn thúc giục Hoắc Nham. Tôi đã quyết định Liễu Mộng sẽ là nữ nhân vật chính, anh mau ký hợp đồng với cô ấy. Được, tôi sẽ đàm phán hợp đồng với Liễu Tiểu Thư. Hoắc Nham khẽ gật đầu. Đúng lúc điện thoại của hắn vang lên. Hoắc Nham lấy điện thoại ra xem, sau đó hắn đứng lên. Xấu hổ quá, tôi phải đi nghe điện thoại. Chương 971, tự mình đầu tư tự mình làm phim. Hoắc Nham đi ra ngoài, 10 phút sau hắn đi vào, vẻ mặt có chút khó coi, hắn ngồi xuống nhìn Liễu Mộng và Hạ Thiên, bộ dạng muốn nói lại thôi. Có vấn đề gì sao? Ngô An Phong nhíu mày hỏi một câu. Hạ Thiên sinh, Liễu Tiểu Thư. Xấu hổ quá, thật sự xin lỗi, sợ rằng chúng ta không thể mời Liễu Tiểu Thư đóng bộ phim này được nữa. Vẻ mặt Hoắc Nham có vẻ rất bất đắc dĩ. Có ý gì? Liễu Mộng và Hạ Thiên còn chưa nói thì Ngô An Phong đã phát hỏa. Hoắc Nham, anh làm gì vậy? Trước đó tôi nói cho Tưởng Hiểu Di làm nữ nhân vật chính, anh nói có người thích hợp hơn, vì vậy tôi cho anh tìm. Anh tìm được Liễu Mộng lại không thể ký hợp đồng, nói người ta không đồng ý, bây giờ tôi đồng ý. Liễu Mộng cũng đồng ý, anh lại không chịu, anh đùa giỡn tôi sao? Đạo diễn Ngô, anh đừng nóng, thật ra đây không phải là ý của tôi vẫn luôn có ý giúp anh quay bộ phim này, vì vậy tôi mới kiên trì mời Liễu Tiểu Thư tham gia. Anh cũng biết rồi đấy, khí chất của Liễu Tiểu Thư thật sự cực kỳ thích hợp với bộ phim này. Hoắc Nham vội vàng giải thích. Nếu đã cực kỳ phù hợp thì vì sao không cho cô ấy đóng phim? Ngô An Phong căm tức cắt ngang lời của Hoắc Nham. Đạo diễn lớn thường như vậy, nhưng lời nói cũng không sai. Hoắc Nham thở dài. Đạo diễn Ngô, đây là ý của nhà đầu tư, tôi cũng không có biện pháp. Vừa rồi tôi đã liên hệ với đối phương, giọng điệu người ta rất kiên quyết, tôi cũng cố gắng hết sức rồi. Hoắc Nham, tôi cũng nói với anh, ngoài Liễu Mộng thì không ai khác có thể là nữ nhân vật chính. Đây là kịch bản của tôi, các người đầu tư thì đầu tư, không có thì thôi, tôi không tin tôi không tìm được nhà đầu tư. Ngô An Phong rõ ràng đã hoàn toàn nổi giận, hắn trực tiếp nói ra một lời cứng rắn như vậy. Này, sao không cho tôi chơi trò điện ảnh? Liễu Mộng cuối cùng cũng nói, giọng điệu rất mất hứng, nàng bất mãn nhìn Hoắc Nham. Chú có bệnh sao? Trước đó không lâu muốn chị đóng phim, đến khi chị thấy đóng phim có vẻ vui thì chú lại đổi ý, chú có tin chị cho ăn đòn không? Đúng vậy, sao lại không cho chị Mộng Mộng làm nữ nhân vật chính? Địch Viễn cũng rất khó hiểu. Nàng vừa rồi còn rất vui, bây giờ vì phim không được quay mà mất luôn vị trí nhân vật phụ. Điều này, Hoắc Nham có chút do dự. Này anh Hoắc, sao anh lại như vậy, dù sao anh cũng phải có lý do chứ. Đái Kim có chút mất hứng. Lúc này Hạ Thiên lại mở miệng hỏi một câu. Dịch Chi Ngôn là ai? Hoắc Nham nghe được câu hỏi của Hạ Thiên thì sững sờ. Hạ Thiên sinh, sao? Sao cậu biết? Đừng hỏi sao tôi biết. Tôi hỏi anh tên ngốc kia là ai? Hạ Thiên dùng giọng mất vui hỏi. Anh bạn, anh hỏi Dịch Chi Ngôn làm gì? Đái Kim cũng có chút buồn bực. Hạ Thiên quay đầu nhìn Đái Kim. Anh biết tên ngốc Dịch Chi Ngôn sao? Điều này, anh bạn, tôi cùng hắn ta chưa nói là quen biết, nhưng tôi cũng biết một chút thông tin. Đái Kim khẽ hạ thấp âm thanh. Đây là một thương nhân vùng Duyên Hải, trong tay khống chế nhiều tư bản, nhiều ít bao nhiêu thì không ai biết. Nhưng nghe nói một nửa bệnh viện tư trong nước là của hắn. Khốn nổi bệnh viện chỉ là một hạng mục đầu tư của hắn mà thôi, còn có bất động sản, điện ảnh, truyền hình. Đều có liên quan, có thể nói người này là ông chủ giới tư bản.
Đúng, em cũng đã nghe nói người này rất lợi hại, nhưng em chưa gặp hắn ta, chỉ nghe người ta nói như vậy. Địch Viện ở bên cạnh cũng phụ họa. Tên ngốc Dịch Chi Ngôn có quan hệ gì với kẻ quái dị Tưởng Hiểu Di sao? Hạ Thiên lại hỏi. Điều này, tôi cũng không rõ lắm. Đái Kim chợt ngây người, sau đó hắn lắc đầu. Việc này có liên quan gì đến Tưởng Hiểu Di? Hạ Tiên Sinh, có phải cậu và Liễu Tiểu Thư vừa có xung đột với Tưởng Tiểu Thư? Lú này Hoắc Nham mở miệng hỏi một câu. Người phụ nữ quái dị đầu đau nhức chân chảy mủ kia muốn ức hiếp bọn chị, bị chị đánh cho một trận. Liễu Mộng có chút mất hứng. Tiểu bại hoại, bây giờ chị rất mất hứng, chị muốn chơi điện ảnh, làm sao bây giờ? Muốn thì làm, không phải là tiền sao? Bây giờ chúng ta cũng không thiếu tiền. Hạ Thiên chẳng quan tâm. Đúng rồi, chị có tiền. Liễu Mộng vui vẻ, nàng nhìn Ngô An Phong. Này, chúng ta thương lượng nhé, tôi bỏ tiền, chúng ta tiếp tục nhé. Ngô An Phong giật mình. Liễu Tiểu Thư, bộ phim này đầu tư rất lớn, dự toán ít nhất là 500 triệu, thậm chí còn nhiều hơn, cô muốn đầu tư sao? 500 triệu. Liễu Mộng nghiêng đầu. Tiểu bại hoại, không biết chị có bao nhiêu tiền, chị phải hỏi Kiều Đông Hải đã. Không cần hỏi, dù sao tôi cũng có tiền, tôi bỏ tiền. Hạ Thiên không quan tâm. Này đạo diễn Ngô, tôi đầu tư cho ông 1 tỷ, ông cứ tiếp tục bấm máy, còn vấn đề sắp xếp cụ thể ông thương lượng với Kiều Đông Hải, tôi sẽ để anh ta liên lạc với ông. Hạ Tiên Sinh, cậu nói thật sao? Ngô An Phong vẫn cảm thấy khó thể tin. Nói nhảm, tôi không có tâm tình nói giỡn. Hạ Thiên có chút mất vui. Đạo diễn Ngô, anh yên tâm, Hạ Thiên tuyệt đối có số tiền này. Đái Kim biết rõ Ngô An Phong đang lo lắng về vấn đề gì, vì vậy hắn ở bên cạnh nói một câu. Thật ra Đái Kim cũng không biết Hạ Thiên có bao nhiêu tiền, nhưng hắn cảm thấy đối phương có thể tán đổ công chúa Sama, vì vậy khó thể không có tiền. Hay quá, vậy không phải tôi sẽ có thể được đóng phim với chị Mộng sao? Địch Viện có vẻ rất hưng phấn. Tất nhiên là có thể. Liễu Mộng đón lời. Tiểu bại hoại, cậu mau điện thoại cho Kiều Đông Hải, để cậu ấy sắp xếp cho tốt. Hạ Thiên bị Liễu Mộng thúc giục nên không có biện pháp nào khác, đành phải điện thoại cho Kiều Đông Hải. Mà Kiều Đông Hải ở đầu dây bên kia nghe nói Hạ Thiên sắp đầu tư vào điện ảnh, hơn nữa nhân vật chính là Liễu Mộng, hắn cơ bản biết được có chuyện gì xảy ra, người này tám phần tìm nguồn vui cho Liễu Mộng mà thôi. Tất nhiên Kiều Đông Hải cũng rất giúp đỡ hạng mục này, hắn nhanh chóng liên lạc với Ngô An Phong, sau đó hai người bàn bạc chính sự. Hạ Tiên Sinh, Liễu Tiểu Thư, thật sự xin lỗi. Hoắc Nham tỏ ra xấu hổ, hắn có chút chần chừ rồi hạ giọng. Hai vị chú ý một chút, Dịch Chi Ngôn không dễ động vào. Còn nữa, nghe đồn Dịch Chi Ngôn và Tưởng Hiểu Di có quan hệ đặc thù, nếu hắn ra mặt cho Tưởng Hiểu Di, như vậy sẽ không xong. Bọn họ có quan hệ đặc thù gì? Địch Viện ở bên cạnh có chút hiếu kỳ. Chương 972, Tưởng Hiểu Di cũng có cha nuôi. Hoắc Nham có chút do dự. Nhưng vì cảm thấy có lỗi với Liễu Mộng và Hạ Thiên nên cuối cùng hắn cũng nói ra. Theo lời đồn, chỉ là lời đồn, Dịch Chi Ngôn chính là cha nuôi của Tưởng Hiểu Di, mà Tưởng Hiểu Di phát triển đến mức bây giờ cũng nhờ Dịch Chi Ngôn giúp đỡ sau lưng. Không phải chứ? Địch Viện thất vọng. Tưởng Hiểu Di cũng có cha nuôi à? Uổng cho tôi trước kia yêu mến cô ta, cảm thấy cô ta biết tự lực cánh sinh. Viện Viện, vì sao có cha nuôi lại không phải là tự lực cánh sinh? Liễu Mộng có chút tò mò. Điều này, chị Mộng Mộng, chị thật sự không biết sao. Địch Viện chợt ngẩn ngơ. Trong giới giải trí thì quan hệ cha con nuôi phần lớn không phải như thật. Phải không? Liễu Mộng nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lại lắc đầu. Vẫn không rõ, thôi bỏ, chị cũng không muốn hiểu rõ. Liễu Tiểu Thư, Hạ Tiên Sinh, tóm lại hai người nên cẩn thận một chút. Hoắc Nham lại dặn dò một câu. Hắn lăn lộn lâu năm trong giới giải trí, tất nhiên biết được nhiều tin tức. Có một vài ngôi sao làm con nuôi cho những nhân vật lớn nào đó, thực tế đây chỉ là danh nghĩa. Nếu lời đồn là thật thì Dịch Chi Ngôn có chút yêu mến Tưởng Hiểu Di, bây giờ Tưởng Hiểu Di sinh chuyện, Dịch Chi Ngôn nhất định sẽ không bỏ mặc. Rất đơn giản, tôi tìm xử lý hắn là được. Hạ Thiên cũng không cho là đúng, sau đó hắn thuận miệng hỏi. Này, ai biết Dịch Chi Ngôn ở đâu? Điều này tôi không biết. Hoắc Nham lắc đầu. Thật ra tôi chưa từng gặp Dịch Chi Ngôn, theo tôi biết thì hắn sẽ không lộ mặt ở những trường hợp công khai. Giấu đầu lòi đuôi, xem ra là quỷ nhát gan. Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh bỉ.
nhưng không sao, chỉ cần biết là có thể tìm ra. Hạ Thiên vừa rồi đã nghe qua cuộc điện thoại với ông chủ, biết rõ Dịch Chi Ngôn vì chuyện của Tưởng Hiểu Di mà muốn trả thù mình. Vì vậy hắn cảm thấy trước lúc đối phương có thể ra tay thì mình phải xử lý trước, như vậy sẽ an toàn hơn, nhưng lần này phải xử lý như Ngụy Gia Hoa, phải tìm được người, sau đó mới cho đối phương ra đi. Hạ Thiên nghĩ về chuyện Ngụy Gia Hoa và giao nhiệm vụ tìm người vinh quang cho Tiểu Yêu Tinh, vì vậy hắn điện thoại cho nàng. Chồng, trời còn chưa tối, điện thoại cho em làm gì? Bên kia vang lên giọng nói mơ màng của Tiểu Yêu Tinh. Trời còn chưa tối, sao em buồn ngủ như vậy? Hạ Thiên có chút mất hứng. Chồng, người ta ngủ khi hừng đông mà. Tiểu Yêu Tinh bên kia cong miệng lên nói. Sau này anh về thủ đô, sẽ không cho em ngủ ngày nữa. Hạ Thiên có chút mất hứng, vợ Tiểu Yêu Tinh này ngày đêm điên đảo, nếu làn da vì vậy mà không tốt, vợ Tiểu Yêu Tinh không đẹp thì thiệt hại nặng. Đợi khi chồng đến rồi nói sau, bây giờ em phải ngủ. Tiểu Yêu Tinh vẫn còn chưa muốn thức dậy. Đừng ngủ nữa, giúp anh làm một việc. Hạ Thiên còn chưa nói ra chuyện chính sự, tất nhiên không thể cho Tiểu Yêu Tinh ngủ như vậy được. Tiểu Yêu Tinh chấn động tinh thần. Chồng, lại có máy tính cần em hack sao? Không phải máy tính, giúp anh tìm người. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Giúp anh tìm một kẻ tên là Dịch Chi Ngôn, nghe nói rất có tiền, là cha nuôi của ngôi sao yêu quái Tưởng Hiểu Di. À, biết rồi, chồng, đợi khi tỉnh ngủ em sẽ tìm cho. Tiểu Yêu Tinh rõ ràng chỉ có hứng thú với chuyện hack máy tính mà chẳng thích tìm người, vì vậy giọng điệu lại ngái ngủ, nàng nói xong cũng cúp điện thoại. Hạ Thiên cũng không nôn nóng, vì vậy cũng không tiếp tục gọi điện thoại thúc giục vợ Tiểu Yêu Tinh. Hoắc Nham thấy Hạ Thiên muốn tìm Dịch Chi Ngôn gây phiền toái thì định nói gì đó nhưng do dự rồi thôi. Lúc này Ngô An Phong cũng đã cúp điện thoại, hắn vui sướng đi tới nói. Hạ Tiên Sinh, Liễu Tiểu Thư, tôi và Kiều Tiên Sinh đã đạt thành mục đích sơ bộ, chậm nhất là ngày mai anh ấy sẽ thương lượng ký kết hợp tác cụ thể, chúng ta nhanh chóng sẵn sàng, có lẽ 5 ngày sau sẽ bấm máy. 5 ngày sau sao? Liễu Mộng có hơi thất vọng. Vậy bây giờ tôi chơi cái gì? Chị Mộng Mộng, trước tiên bấm pháp còn chuẩn bị trang phục, kịch bản, còn rất nhiều thứ cần làm. Địch Viện vội vàng nói. Nếu 5 ngày sau sẽ bấm máy thì bây giờ chúng ta phải chuẩn bị. Như vậy à, cũng được. Liễu Mộng lại vui trở lại. Hạ Thiên nói một câu. Phim của các người quay ở đâu? Hạ Thiên hỏi cũng có nguyên nhân, hắn không muốn cho Liễu Mộng đi cách mình quá xa. Thật ra chúng tôi chủ yếu lấy cảnh Thanh Phong Sơn, vì vậy mới đến đây. Nhưng bây giờ giao thông ở Thanh Phong Sơn là không thuận tiện, thông tin cũng không thông, chúng ta nên suy nghĩ biện pháp an trí cho tốt, nếu sắp xếp tốt thì tổ kịch bản có thể chính thức làm việc. Ngô An Phong giải thích. Hạ Thiên cũng không hỏi gì nữa, Thanh Phong Sơn cũng không xa, nếu Liễu Mộng đến đó đóng phim thì hắn cũng không quan tâm. Ông xã, điện thoại kìa. Chuông điện thoại của Hạ Thiên vang lên. Hạ Thiên nhìn màn hình, là Kiều Tiểu Kiều điện thoại đến, vì vậy hắn lập tức nhận điện thoại. Vợ, có chuyện gì? Chồng, anh có thể đến đây được không? Chỗ này có người tìm anh. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. À, được, anh sẽ quay lại. Hạ Thiên đồng ý, trong lòng có chút buồn bực, ai tìm hắn? Hạ Thiên nhanh chóng chạy về khách sạn Đông Thăng, Liễu Mộng không về cùng, nàng ở lại biệt thự vì Diêu Vĩ muốn xem kịch bản. Cửa phòng của Kiều Tiểu Kiều mở sẵn, Hạ Thiên đi vào, sau đó hắn thấy Kiều Tiểu Kiều. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đều có mặt bên trong, ngoài bọn họ thì vẫn còn một người đàn ông hơn 40 rất nhã nhặn. Khi thấy Hạ Thiên tiến đến thì Kiều Phượng Nhi vô thức xoay chuyển ánh mắt, nàng nhớ đến chuyện xảy ra trước đó không lâu mà ngượng ngùng. Chồng, anh về rồi. Kiều Tiểu Kiều khẽ chào hỏi Hạ Thiên, sau đó nàng giới thiệu hắn với người đàn ông nhã nhặn. Đây là bí thư huyện ủy huyện Mộc Dương, là bí thư Triệu Minh Siêu, anh ấy nói có chuyện quan trọng cần thương lượng với anh. Bí thư huyện ủy sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Triệu Minh Siêu. Ông có gì quan trọng mà thương lượng với tôi? Có phải ông muốn bán Thanh Phong Sơn cho chúng tôi? Triệu Minh Siêu lúc này lại đứng lên, sau đó hắn làm ra một hành động làm cho ba người phụ nữ trong phòng cảm thấy khó tưởng, hắn cúi đầu hành lễ. Chào Hạ Tiên Sinh. Chương 973, Triệu Vũ Cơ mất tích. Kiều Tiểu Kiều chợt ngẩn ngơ, khoảnh khắc này nàng không khỏi hoài nghi. Đây chẳng lẽ không phải là bí thư huyện ủy huyện Mộc Dương? Nhưng thực tế nàng biết điều đó là không thể, vì trước khi gặp Triệu Minh Siêu thì nàng đã biết đối phương là bí thư đến từ bên ngoài.
nhưng dù thế nào thì nàng cũng không nghĩ ra, vì sao bí thư huyện Mộc Dương lại khách khí với chồng nàng như vậy. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng có chút kỳ quái, vừa rồi khi bí thư Triệu một mình vào đây thì rất khách khí với các nàng, vì vậy mà lúc đó các nàng cảm thấy có lẽ vì bí thư Triệu nể mặt Kiều Tiểu Thư, biết rõ thân phận của Kiều Tiểu Thư là không tầm thường. Nhưng bây giờ xem ra người này đã khách khí quá mức với Hạ Thiên, có lẽ vừa rồi hắn khách khí với các nàng chỉ thuần túy vì nguyên nhân Hạ Thiên. Hình như tôi không biết ông. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Hạ Tiên Sinh, tuy tôi không phải đệ tử trực hệ của Triệu gia ở thủ đô nhưng cũng coi như một phần tử của Triệu gia. Triệu Minh Siêu cung kính nói. Vốn đại công tử nói tôi không cần đến tìm cậu, nhưng đã có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tôi chỉ còn cách vi phạm mệnh lệnh của đại công tử, đến đây xin sự trợ giúp từ cậu. À, thì ra ông là người Triệu gia. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu, vì vậy hắn dùng ánh mắt mất hứng nhìn Triệu Minh Siêu. Này, đại công tử mà ông nói, có phải là Triệu công tử? Hắn phái ông đến đây có phải muốn quấy rối tôi không? Hạ Tiên Sinh, cậu hiểu lầm rồi. Giọng điệu của Triệu Minh Siêu lúc này càng thêm khách khí. Đại công tử vì sợ cậu nghĩ như vậy nên mới làm tôi cố gắng không đến tìm, thực tế đại công tử phái tôi đến đây để giúp cậu. Trước đó đại công tử cũng không chú ý đến vấn đề ở bên này, nhưng anh ấy lại vô tình phát hiện Tống gia và Viên gia có rất nhiều động tĩnh. Viêm Lam Quang của Viên gia thành bí thư tỉnh Bình Hải, Tống Kim Bình của Tống gia cũng đến làm chủ tịch tỉnh, sau đó bọn họ còn muốn sắp xếp một người đến làm bí thư huyện Mộc Dương. Đại công tử cảm thấy có gì đó không bình thường, vì vậy mới kẹp tôi vào đây để xem xét tình huống. Triệu công tử có lòng hảo tâm như vậy sao? Hạ Thiên thật sự không quá tin tưởng, tuy nói hắn và Triệu công tử chỉ chính thức gặp mặt nhau một lần, nhưng trong ấn tượng của hắn thì đối phương không có gì tốt. Trước kia Triệu công tử muốn giết hắn, còn muốn giết cả vợ tóc vàng xinh đẹp, sau đó thiếu chút nữa lại giết chết vợ Vi Nhi, nếu không phải lúc đó hắn vội vàng cứu người, sợ rằng đã tính sổ Triệu công tử từ lâu. Triệu Minh Siêu có chút xấu hổ, khoảnh khắc này không biết trả lời thế nào cho phải. Hắn không phải là đệ tử trực hệ của Triệu gia, dù xem xét hàng con cháu ở các chi thì hắn cũng không được coi trọng. Hắn không hiểu quá nhiều về Triệu gia, hắn chỉ biết phụng mệnh làm việc mà thôi. Này, ông nói có chuyện quan trọng cần thương lượng. Rốt cuộc là chuyện gì? Hạ Thiên lúc này lại hỏi. Có phải chuẩn bị bán Thanh Phong Sơn cho chúng tôi? Này, ông đã nói đến giúp tôi, vậy thì mau bán Thanh Phong Sơn cho chúng tôi. Hạ Tiên Sinh, chuyện Thanh Phong Sơn cậu không cần lo, tôi sẽ nghĩ biện pháp để làm cho Thường ủy huyện ủy đồng ý cùng ký hợp đồng với Kiều Tiểu Thư. Hơn nữa bây giờ Viên Thế Tài đã đi, càng không có vấn đề gì. Triệu Minh Siêu vội vàng nói, hắn nhìn Kiều Tiểu Kiều ở bên cạnh, có chút do dự. Cuối cùng cũng phải nói chuyện quan trọng ra. Đại tiểu thư đã mất tích. Đại tiểu thư. Hạ Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn phục hồi tinh thần trở lại. Ông nói vợ đại yêu tinh đã mất tích. Không đúng, tối qua tôi còn gặp chị ấy, không phải chị ấy ở trong biệt thự ngoài thị trấn sao? Triệu Minh Siêu khẽ gật đầu. Hạ Tiên Sinh, tối qua tôi còn điện thoại cho đại tiểu thư, lúc đó cô ấy nói vẫn còn ở trong biệt thự. Nhưng hôm nay người giúp việc tôi tìm đến được đưa sang biệt thự thì không thấy cô ấy đâu nữa, lúc đó tôi còn tưởng rằng cô ấy đi dạo phố cùng Hạ Tiên Sinh, nhưng đến trưa người giúp việc vẫn nói cô ấy chưa về. Tôi lập tức điện thoại cho cô ấy, nhưng không gọi được, sau đó tôi thử liên hệ nhiều lần, mãi không thành công. Tôi sợ đã có chuyện gì đó xảy ra, lần này đại tiểu thư một mình ra ngoài, ngay cả đại công tử cũng không biết cô ấy đến đây, cô ấy nói đến để giải sầu. Vì vậy tôi cũng không báo cho đại công tử mà đến tìm sự hỗ trợ từ Hạ Tiên Sinh. Chẳng lẽ vợ đại yêu tinh thấy tôi không chịu đi cùng nên tức giận? Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, sau đó hắn lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Vũ Cơ, cuối cùng hắn phát hiện không thể gọi được. Hạ Tiên Sinh, làm sao bây giờ? Cậu biết đại tiểu thư đến chỗ nào không? Triệu Minh Siêu có chút lo lắng, nếu Triệu Vũ Cơ thật sự xảy ra chuyện thì hắn rất khó báo cáo công tác. Không cần lo. Tôi sẽ tìm được chị ấy. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hắn nói với Kiều Tiểu Kiều. Vợ, anh đi tìm người trước, đợi đến khi tìm được vợ đại yêu tinh thì quay lại ngay. Hạ Thiên nói đi là đi, lời còn chưa dứt đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Đối với Hạ Thiên thì muốn tìm một người quen cũng không quá khó khăn, khứu giác quá mức đủ để hắn có thể trực tiếp tìm ra đối phương, nhưng điều kiện tiên quyết chính là đối phương phải bỏ đi chưa lâu, mùi hương của nàng phải còn giữ lại trong không khí. Dù sao mỗi người cũng không có mùi hương nồng đậm tuyệt vời như Tôn Hinh Hinh, Hạ Thiên rất quen thuộc mùi của Triệu Vũ Cơ,
nhưng khốn nổi mùi hương này rất nhạt, cũng không có quá nhiều trong không khí. Hạ Thiên dùng tốc độ nhanh nhất để đi đến tòa biệt thự ở tạm thời của Triệu Vũ Cơ, hắn đi dạo quanh một vòng, bên trong quả thật vẫn còn mùi hương của nàng, nhưng rõ ràng bây giờ nàng không có trong biệt thự. Hạ Thiên đợi vài phút ở bên trong biệt thự và lại chạy ra, hắn cố gắng tìm tung tích của Triệu Vũ Cơ trong không khí, nhưng ngay sau đó hắn đã phát hiện ra vấn đề, có lẽ vì nguyên nhân mùa đông gió mạnh nên khó thể tìm được mùi hương của Triệu Vũ Cơ. Hạ Thiên cũng không buông tha dễ dàng như vậy, hắn chạy đi khắp tất cả các hướng, cuối cùng nửa giờ sau hắn phát hiện ra một chút mùi hương cơ thể của Triệu Vũ Cơ còn sót lại trong không khí. Nhưng mùi hương này rất nhạt, vì vậy mà hắn chạy như điên. Dần dần mùi hương trong không khí đã ổn định hơn, nồng đậm hơn. Nhưng Hạ Thiên lại phát hiện mình đi vào vùng rừng núi. Không thể nào, chẳng lẽ vợ đại yêu tinh lại chạy vào trong Thanh Phong Sơn? Hạ Thiên dừng bước, hắn có chút do dự, hắn có nên tiến vào không? Hạ Thiên ngày càng gần thần tiên tỷ tỷ, hắn càng giống như không dám đi lên, vì hắn biết mình đến Thanh Phong Sơn sẽ không nhịn được mà đến tìm thần tiên tỷ tỷ. Chương 974, Vũ Cơ trong núi. Triệu Vũ Cơ chậm rãi đi bộ trên đường nhỏ ở một thôn xóm trên núi, tâm tình của nàng có chút yên lặng. Nàng đến địa phương này hầu như ngăn cách với thế giới bên ngoài, rời xa trần thế náo động, điều này làm cho nội tâm của nàng chợt bình tĩnh trở lại. Hai bên là núi, mà con đường nàng đang đi lại rộng chưa đến một mét, trên đường nhiều đá, quanh co khúc khuỷu, rõ ràng con đường này dù là đi xe đạp cũng rất nguy hiểm, phương pháp đi lại an toàn duy nhất chính là đi bộ. Triệu Vũ Cơ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một ngọn núi đứng sừng sững ngập vào mây, đứng bên dưới núi có thể nhìn thấy cảnh tiểu điều khi vào mùa thu đông, có những nơi không còn màu xanh. Nhưng từ sườn núi đi lên lại thuần một màu xanh, điều này làm người ta cảm thấy sức sống dạt dào. Triệu Vũ Cơ biết rõ, kia có lẽ là Thanh Phong Sơn, một Thanh Phong Sơn được xưng là tứ quý bốn mùa đều xanh mướt mắt. Khi thấy một vùng cây cối xanh đậm thì Triệu Vũ Cơ không khỏi nhớ đến lời nói của Hạ Thiên ngày hôm qua, rõ ràng tất cả đều là giả. Điều này làm cho nàng cảm thấy mê hoặc, theo lý thì Hạ Thiên không nên gạt nàng ở một chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng vì sao hắn lại gạt nàng? Có lẽ mình nên đi xem. Triệu Vũ Cơ lầm bầm nói, không lâu trước đó nàng có thể nói làm ra quyết định quan trọng nhất trong đời, mà bây giờ nàng đang hành động theo quyết định đó của mình. Nhưng trước khi hành động thì tâm tình của nàng lại không xong, vì sâu trong lòng nàng cũng không muốn làm chuyện này. Nhưng Triệu Vũ Cơ cũng biết. Người sống trên đời chắc chắn sẽ phải làm những việc không muốn, vì có được phải có mất, vì vậy dù nàng thấy mình không muốn nhưng vẫn phải đi làm. Nhưng trước đó nàng cần phải đến một nơi không người quen biết để giải sầu, để ổn định tâm tư của mình. Đi vào Thanh Phong Sơn chính là quyết định tạm thời của Triệu Vũ Cơ, buổi sáng sau khi thức dậy nàng vẫn bơi lặn một lúc lâu như ngày xưa, sau đó nàng muốn ra ngoài một chút. Cuối cùng nàng đi dạo trên đường, một chiếc xe khách bình thường dừng lại. Bên trên là một tấm biển viết rõ đi Thanh Phong Sơn, lúc đó nàng chợt cao hứng nhất thời, nàng quyết định đến tham quan Thanh Phong Sơn, vì vậy mà leo lên chiếc xe kia. Trên xe có vài sinh viên trẻ tuổi, bọn họ ở trên xe có vẻ rất vui sướng, liên tục bàn luận. Nghe nói bọn họ đến từ một trường đại học ở thành phố Giang Hải, bọn họ nghe tin Thanh Phong Sơn từ trên, nói rằng nói đó bốn mùa đều như mùa xuân, thích hợp du lịch vào mùa đông. Một nam sinh trong số đó nói ra những lời nhìn xa trông rộng, hắn nói nếu đợi đến khi Thanh Phong Sơn được khai phá du lịch thì giá vé chắc chắn sẽ rất mắc, vì vậy thừa dịp Thanh Phong Sơn còn chưa mở du lịch thì bọn họ đi trước miễn phí. Không những chẳng mất tiền mà còn được thưởng thức phong cảnh nguyên thủy của Thanh Phong Sơn, có thể nói là lợi cả đôi đường. Thật sự là một nhóm sinh viên không có phiền não, được nghỉ học thì chạy đi du lịch, thanh niên đúng là rất tốt. Trong lòng Triệu Vũ Cơ nghĩ như vậy, vì nàng đeo kính râm. Hơn nữa lại thường xuyên nhìn ra cửa sổ, vì vậy mà tất cả mọi người đều không phận ra nàng là thiên hậu hoa ngữ Triệu Vũ Cơ. Nhưng lúc này Triệu Vũ Cơ đột nhiên có một ý nghĩ, thật ra nàng cũng chỉ mới 20 tuổi, nếu nói ra thì cũng là độ tuổi sinh viên, thậm chí trong nhóm sinh viên kia còn có người lớn tuổi hơn nàng. Với độ tuổi của nàng thì cũng không có tư cách nói người ta là người trẻ tuổi, nhưng nàng cũng lập tức an ủi mình, tuy nàng tuổi không cao nhưng tâm lý lại vượt quá mức, nói không chừng còn vượt qua tuổi 30. Triệu Vũ Cơ sinh ra trong đại gia tộc, đối với nàng thì đó là một loại may mắn, đồng thời cũng là bất hạnh. May mắn là từ nhỏ nàng không phải lo chuyện áo cơm, nhưng nàng lại phải gánh trách nhiệm lớn, vì một đại gia tộc tiếp tục đứng vững cũng không phải chỉ vài người của một thế hệ đứng ra chèo chống mà tất cả gia tộc phải trả giá, như vậy gia tộc mới mãi trường thịnh mà không suy.
Cũng vì vậy mà nàng mới 20 nhưng tâm lý lại trưởng thành sớm hơn rất nhiều so với đám người cùng tuổi. Nhưng nếu so sánh với con cháu các đại gia tộc khác thì Triệu Vũ Cơ càng may mắn hơn, vì nàng có một đại ca cực kỳ xuất sắc, vị đại ca này hầu như làm tất cả cho gia tộc, để đám em các nàng không cần phải trả giá quá nhiều. Dù nàng rất xuất sắc, nhưng là một cô gái xinh đẹp, nàng cũng có giấc mộng để theo đuổi, nàng không muốn làm món hàng trao đổi trong cưới xin giữa các gia tộc, cũng không muốn làm những việc mình không thích. Không phải vì gia tộc của nàng hùng mạnh, chẳng qua nàng có một vị đại ca luôn quan tâm đến em út. Đại ca vì gia tộc, vì quan tâm đến đám em mà trả giá rất nhiều, vì vậy Triệu Vũ Cơ quyết định làm cho đại ca một chuyện. Đại ca tài hoa thiên tư xuất chúng, hắn rất kiêu ngạo, khó thể tiếp nhận thất bại. Nhưng đại ca nàng trước đó vài chục năm chưa từng có đối thủ lại đột nhiên gặp phải kẻ địch khủng bố, một đối thủ hầu như khó thể nào khiêu chiến. Dù đại ca đã nói không cần nàng hỗ trợ, nhưng nàng cảm thấy đại ca trước kia luôn tự tin đã đánh mất niềm tin về mình. Đại ca, em sẽ không để cho anh phải thua. Triệu Vũ Cơ lặng lẽ thầm nghĩ. Triệu Vũ Cơ lại ngẩng đầu nhìn Thanh Phong Sơn, trong đầu xuất hiện một gương mặt cười hì hì, nàng thầm nói một câu có lỗi. Cậu không phải kẻ thù của tôi, nhưng tôi phải giết cậu, vì cậu là đối thủ của đại ca. Một làn khói bếp xuất hiện, Triệu Vũ Cơ chợt ngẩn ngơ, nàng ở trong thành phố có thể thường thấy khói đen ô nhiễm nhưng lại chưa bao giờ được thấy khói bếp thuần túy như vậy. Dù là nông thôn bây giờ cũng rất hiếm có. Có lẽ chỉ còn ở Thanh Phong Sơn mới còn bảo trì trạng thái nguyên thủy như vậy. Triệu Vũ Cơ bước đi nhanh hơn, vài gian nhà xuất hiện trong tầm mắt của nàng, chỗ này chính là thôn Hạ Thanh Phong, nơi đây phần lớn là nhà ngói, nhưng lại có vẻ cũ nát. Triệu Vũ Cơ dần đến gần, sau đó nàng thấy một gian nhà mái ngói tường đất khá mới có để bốn chữ, dừng chân ăn uống. Bốn chữ này xuất hiện ở thành phố thì rất thông thường nhưng bây giờ hiện ra ở đây lại có chút quái dị. Nhưng đối với Triệu Vũ Cơ thì những chữ này lại giải quyết chút lo lắng trước đó của nàng. Từ sáng rời nhà đi đến bây giờ nàng thật ra chưa ăn gì, mà bây giờ xem ra nàng cũng không cần quan tâm đến vấn đề dừng chân, còn Thanh Phong Sơn, ngày mai nàng lại đi lên ngắm cảnh. Triệu Vũ Cơ khẽ thở ra một hơi, sau đó đi vào cửa chính căn nhà. Muốn ăn cơm hay dừng chân? Một người phụ nữ trung niên hơn 40 tiến ra chào đón. Chương 975, Tô Tô. Gì, tôi có thể đi xem chỗ dừng chân trước được không? Triệu Vũ Cơ dùng giọng khách khí hỏi. Được, cô đi theo tôi. Động tác của người phụ nữ trung niên rất nhanh nhẹn, nàng đưa Triệu Vũ Cơ đi vào một gian phòng rồi giới thiệu tình huống. Cô gái à, điều kiện ở trong núi không thể so sánh với bên ngoài, cũng không có khách sạn chính quy giống như ở trong thành phố. Gần đây thường xuyên có người thành phố đến đây, buổi tối thường không có chỗ ở, vì vậy có nhiều người đề nghị chúng tôi mở khách sạn. Như vậy vừa thuận tiện cho các người, chúng tôi cũng kiếm được chút tiền, xem như lợi cả đôi đường. Tuy điều kiện nơi đây không tốt bằng thành phố nhưng cũng rất sạch sẽ. Triệu Vũ Cơ đi vào, nàng phát hiện trong phòng có 3 cái giường, một chiếc giường trong số đó có một người phụ nữ trẻ hơn 20 đang nằm. Khi thấy Triệu Vũ Cơ tiến vào thì người phụ nữ này có chút hưng phấn, nàng lập tức ngồi dậy. Cô gái, nhà tôi có 2 gian phòng trống, bên này dành cho khách nữ, bên kia là khách nam. Bây giờ ở bên kia có 2 người nam, bên này cũng có 2 người nữ. Thật ra phòng cũng khá rộng, tôi biết người thành phố thích sạch sẽ nên ngày nào cũng quét dọn, chăn mền cũng đều là hàng mới, cô thấy sao? Thỏa mãn không? Người phụ nữ trung niên dùng giọng mong đợi hỏi, đối với một vùng nông thôn thì có một vị khách sẽ kiếm được khoản tiền không nhỏ. Triệu Vũ Cơ nhìn, gian phòng quả thật rất sạch sẽ, nhưng trước nay nàng không quen ở cùng một chỗ với người khác, vì vậy nàng vẫn có chút do dự. Này, em gái, cũng đừng do dự, để chị nói cho mà nghe nhé, hôm qua có rất nhiều người đến đây nhưng chỉ có chỗ này là tốt nhất, những nhà khác ở một phòng 10 người nữa cơ. Hơn nữa ở đây còn có thức ăn ngon, nghe lời chị, ở đây là tốt lắm rồi. Người phụ nữ đang nằm trên giường thấy Triệu Vũ Cơ do dự thì mở lời khuyên. Cô gái, Tiểu Tô nói không sai, tôi mở phòng cũng không nói khoác, nói về nấu cơm thì trong thôn này không ai làm tốt hơn Trương Đại Lan này. Còn nữa. Lần trước có một người thành phố đến đây tham quan, nói rằng với gian phòng thế này thì những chỗ khác đặt cả chục giường, chị chỉ đặt 3 giường, cũng vì ít giường nên khách hay đến đây ở lại. Người phụ nữ trung niên nhanh chóng nói. Triệu Vũ Cơ suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Vậy cũng được, tôi ở lại đây. Như vậy thì hay quá. Người phụ nữ trẻ tuổi chợt vui sướng. Tôi đang cảm thấy buồn chán, nếu có người tâm sự thì sẽ khá hơn. Đúng rồi, chỗ này cũng hơi mắc. Mỗi tối 100 đồng, nhưng thấy em ăn mặc toàn hàng hiệu,
chắc chắn không có vấn đề gì chứ. Không có vấn đề. Triệu Vũ Cơ cười nhạt một tiếng, phòng tổng thống 10.000 một đêm nàng còn ở được, 100 đồng thì không đáng nhắc đến. Triệu Vũ Cơ lấy bóp đưa 500 đồng cho Trương Đại Lan. Trước tiên đưa chị 100 đồng, chị mang lên chút thức ăn nhé, tôi cũng không biết ở mấy ngày, nếu đến lúc đó mà không đủ thì sẽ đưa thêm. Được, được, không có vấn đề. Trương Đại Lan nhận tiền vập cảm thấy rất vui sướng. Đúng rồi, cô gái, em họ gì? Tôi họ Triệu. Triệu Vũ Cơ cũng không giấu họ của mình. Họ Triệu rất tốt, xếp đầu chăm ra. Trương Đại Lan cười ha hả. Tiểu Triệu, buổi tối em ăn gì? Trong thôn không có những món như trong thành phố, chỉ có các món ăn thôn quê mà thôi, nếu không chị lấy menu đến cho em chọn nhé. Không cần, dì Trương, dì cứ chọn, cháu cũng ăn uống bình thường, mặn cay đều được, những thứ khác cũng tùy ý. Triệu Vũ Cơ khẽ nói. Được, tôi đi. Trương Đại Lan nhanh chóng đi ra. Này, em gái, chị là Tô Tô, em tên gì? À, người phụ nữ đang ngồi trên giường mở lời lôi kéo làm quen với Triệu Vũ Cơ, nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì đã ngẩn ngơ, vì Triệu Vũ Cơ đã lấy kính râm xuống. Em, sao em nhìn quen như vậy? Vừa rồi em nói mình họ Triệu, không thể nào. Em là Triệu Vũ Cơ sao? Tô Tô đột nhiên hét lên một tiếng, nàng trực tiếp nhảy dựng lên, nàng có dung mạo bình thường, dáng người không tệ, tất nhiên nếu so sánh với Triệu Vũ Cơ thì kém rất xa. Ôi, em đúng là Triệu Vũ Cơ. Tô Tô chạy đến trước mặt Triệu Vũ Cơ, nàng dùng ánh mắt chăm chú nhìn, bộ dạng rất vui. Em hát rất dễ nghe, chị rất thích, còn nữa, chị cũng rất thích những ca từ của em, chị nghe nói tất cả đều do em sáng tác, có đúng không? Chị nhớ rất rõ ca khúc đầu tiên của em có câu, em là ngu cơ nhưng anh chưa chắc là hạng vũ, nghe rất có cảm giác. Chỉ là một bài hát mà thôi, ca từ không quan trọng, quan trọng là có dễ nghe hay không. Triệu Vũ Cơ thản nhiên nói. Không đúng như vậy, chị cảm thấy ca từ của em đại biểu cho một thứ gì đó, có thể là tiếng lòng. Đúng rồi, chị chưa nói cho em biết, thật ra chị viết tiểu thuyết, chị cũng ưa thích nghiên cứu văn tự. Tô Tô nhanh chóng nói. Triệu Vũ Cơ cuối cùng cũng nhìn Tô Tô, nàng đột nhiên phát hiện ra Tô Tô chưa từng gặp mặt này lại giống như hiểu mình, đúng vậy, ca từ của nàng chính là một cách biểu đạt của tiếng lòng. Chị viết tiểu thuyết, sao lại đến đây? Triệu Vũ Cơ mở miệng hỏi. Gần đây chị không có linh cảm, chị đến nơi này tìm linh cảm. Còn nữa, chị cảm thấy những địa phương thế này rất thích hợp sáng tác, rất thanh tịnh, không có, không tivi. Đúng rồi, thôn này cũng không có tín hiệu điện thoại. Nhưng nghe nói trong thôn có nhà vừa lắp điện thoại bàn, may mà nơi đây cũng có điện, nếu không sẽ chẳng khác nào xã hội nguyên thủy. Tô Tô rõ ràng đã đến đây vài ngày, nàng cũng có chút quen thuộc nơi này, cuối cùng nàng lại thở dài. Nếu mặt em là thần tượng, chị cũng không gạt em, thật ra đến đây cũng chẳng phải tìm linh cảm gì cả, chẳng qua bạn trai tìm vợ bé làm chị tức tối, vì vậy đến đây giải sầu, thuận tiện tránh mặt cặp cẩu nam nữ kia. Tô Tô nói đến đây thì nhìn Triệu Vũ Cơ rồi tò mò hỏi. Em là một ngôi sao lớn, sao lại chạy đến đây? Em đúng là lớn gan, một mình đến đây không thấy nguy hiểm sao? Chẳng phải chị cũng đến đây một mình à? Triệu Vũ Cơ hỏi ngược lại một câu. Chị thì khác, chị tự hiểu mình, gương mặt chị bình thường, dáng người cũng chỉ có hơi khá mà thôi. Đàn ông bình thường đều thấy chị chướng mắt, nhưng em quá xinh đẹp, dễ làm cho đám đàn ông bùng lên sắc tâm. Tính cách của Tô Tô có vẻ khá tiêu sái, tuy vừa thất tình nhưng cũng không quá thương tâm. Chị khuyên em ít ra ngoài một chút, tuy nghe nói người trên núi khá thuần hậu chất phác nhưng cũng không thể xác định chẳng có người xấu. Hơn nữa bây giờ còn có người ngoài đến đây, nếu đột nhiên có một tên khốn kiếp thì rất phiền, nếu chỗ này mà xảy ra chuyện thì rất khó thể báo cảnh sát. Chương 976, tôi khẳng định chưa từng gặp anh. Triệu Vũ Cơ lại rất tin tưởng câu nói cuối cùng của Tô Tô, chỗ này dù báo cảnh sát thì cũng khó thể đến ngay được. Vì buổi sáng nàng bắt xe đến Thanh Phong Sơn, kết quả là đến khi xe dừng lại thì có người nói cho nàng biết, phía trước không thể đi vào, chỉ có thể đi bộ, hơn nữa quãng đường trước mặt còn hơn 10 dặm. Sau đó nàng chỉ còn cách chậm chậm đi vào, lúc này mới đây, còn nhóm sinh viên trên xe hình như còn đi ở phía sau, có thể đến kịp hay không cũng khó nói. Khi thấy Triệu Vũ Cơ không nói gì thì Tô Tô không nhịn được phải hỏi. Này, không phải em cũng thất tình đấy chứ? Nhìn em đi không mang theo ba lô hình như có vẻ quyết định đi rất vội, giống như vì tức giận mà bỏ đi. Không phải. Triệu Vũ Cơ lắc đầu. Tôi chưa từng yêu, sao lại thất tình?
Triệu Vũ Cơ nói mình chưa từng yêu mà không khỏi nhớ đến Hạ Thiên, đó là tên lưu manh hay gọi nàng là vợ đại yêu tinh, điều này làm hại nàng chưa yêu đã trở thành vợ người ta. Chị cũng nghĩ rằng em sao có thể thất tình, với điều kiện như em chỉ có thể làm cho người khác thất tình, không thể nào bị thất tình. Tô Tô tỏ vẻ giật mình, sau đó nàng lại suy đoán. Không phải em đến tìm linh cảm đấy chứ. Cứ xem là như vậy, chẳng qua chỉ là giải sầu, nghỉ ngơi một chút. Triệu Vũ Cơ khẽ chần chừ rồi nói. Thì ra là vậy. Tô Tô nghe được lý do đó mà có hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó nàng lại phấn chấn. Vậy ngày mai chúng ta đến Thanh Phong Sơn nhé. Chị nghe người ta nói Thanh Phong Sơn rất cổ quái, cho tới nay chưa từng có người nào leo lên đến đỉnh núi. Chị cũng không tin, cũng muốn đến xem một lần. Có chuyện này sao? Triệu Vũ Cơ có chút ngạc nhiên, nàng thật sự chưa từng nghe nói không thể leo đến đỉnh núi, dù là núi cao thế nào thì bây giờ cũng đã có người chinh phục. Chị cũng chỉ nghe nói mà thôi, chưa biết có phải là sự thật hay không, nhưng Thanh Phong Sơn rất cao, sợ rằng người ta leo lên một nửa thì mất hết thể lực, vì vậy mới không thể bò lên đến đỉnh núi. Tô Tô trả lời. Triệu Vũ Cơ thoáng suy tư một lúc. Sau đó nàng gật đầu. Ngày mai chúng ta sẽ cùng leo núi Thanh Phong Sơn. À, như vậy thì tốt, đêm nay chúng ta nên ngủ sớm một chút, sáng mai còn xuất phát sớm. Tô Tô thật sự hưng phấn. Chị đi xem dì Trương đã làm cơm xong chưa, vì từ nơi này đến dưới chân núi Thanh Phong Sơn còn một khoảng xa, chúng ta cần phải ăn uống nghỉ ngơi dưỡng sức. Tô Tô nhanh chóng đi ra, một lát sau nàng chạy vào nói. Cơm đã xong, đi, chúng ta ra ngoài ăn. Triệu Vũ Cơ đi ra khỏi phòng, nàng theo Tô Tô ra gian nhà chính bên ngoài, ngoài đó đã có hai người đàn ông đang ngồi dùng cơm, có lẽ ở trong một gian khác, tuổi không lớn, đều hơn 30. Khi thấy Tô Tô và Triệu Vũ Cơ đi ra thì hai người đàn ông đều nhìn tới, một tên đang gắp một miếng thịt trên tay, khi thấy tướng mạo của Triệu Vũ Cơ thì ngẩn ngơ, miếng thịt rơi xuống bàn. Đừng quan tâm đến bọn họ, hai người này tự nói mình là nhiếp anh và là họa sĩ, là hai tên khó chịu. Tô Tô dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai tên đàn ông, sau đó nàng khẽ nói với Triệu Vũ Cơ. Triệu Vũ Cơ tất nhiên sẽ không quan tâm đến hai tên đàn ông kia, bây giờ nàng có hơi đói, sáng đến giờ nàng chưa ăn gì, hơn nữa còn đi bộ một quãng đường khá xa. Tuy nàng không phải là cô gái bình thường nhưng thể lực vẫn tiêu hao rất nhiều, đối với nàng thì bây giờ chuyện quan trọng nhất là dùng cơm. Đây là thịt thỏ, nghe nói đây là thịt hổ, cũng chẳng biết có phải là thật không, còn nữa, đây có chút rau dại. Có hơi đắng nhưng hương vị rất ngon, em nếm thử xem, lúc đầu thường rất khó ăn. Tô Tô giới thiệu thức ăn trên bàn cho Triệu Vũ Cơ giống như mình là chủ nhân nơi đây. Triệu Vũ Cơ gắp một cây rau dại đưa vào miệng, nàng phát hiện hương vị khá ngon, dù có hơi đắng. Còn thứ thịt được gọi là thịt hổ, nàng thử và phát hiện đây không phải là thịt hổ, là một loại thịt động vật mà nàng chưa từng được biết, vì nàng đã thật sự được nếm qua thịt hổ. Tối nay Triệu Vũ Cơ ăn khá nhiều. Phần lớn đây đều là những món nàng chưa từng dùng thử, điều này làm nàng ăn được nhiều hơn. Nhưng sau khi dùng cơm thì trời đã hoàn toàn tối, trong thôn nhỏ này khi trời tối thì không thấy được mấy ngọn đèn, may mà có trăng sáng nên cũng không quá tối. Triệu Vũ Cơ đứng bên ngoài ngẩng đầu nhìn trăng, buổi tối gió hơi lớn, chỗ này không nghe được âm thanh xe cộ nhưng lại nghe được tiếng gió gào thét, có hương vị khác biệt. Này, em thật sự không sợ lạnh sao? Gió lớn như vậy, sao em lại đứng ngoài? Tô Tô chạy ra, nàng có chút run rẩy. Trong bếp có thể sưởi ấm, không bằng chúng ta vào đó sưởi đi. Không cần, chị đi đi. Triệu Vũ Cơ lắc đầu, nàng quả thật không sợ lạnh, nàng là người luyện võ, bình thường cũng không sợ lạnh. Được, được rồi, chị thật sự chịu không được, chị đi trước. Này em Vũ Cơ, em đứng ngoài một lá thì nên vào đi ngủ sớm, ngày mai chúng ta còn đi leo núi. Tô Tô nhanh chóng nói vài câu rồi run rẩy chạy đi. Nhiệt độ giảm xuống quá nhiều, nàng thật sự khó chịu nổi. Tô Tô sợ lạnh chạy đi nhưng lại có người thừa hormone chạy ra. Tiểu thư, chúng ta có phải đã từng gặp rồi không? Sao thấy em quen mắt như vậy? Anh có lẽ đã gặp tôi, nhưng tôi chưa từng gặp anh. Triệu Vũ Cơ cũng không quay đầu lại, nàng thản nhiên nói. Tiểu thư, tôi tên là Hàn Tinh, là một nhà nhiếp ảnh, tôi định chụp một bộ ảnh tham gia liên hoan quốc tế. Không biết tiểu thư có hứng thú làm người mẫu cho tôi không? Người này giống như không phát hiện ra sự lãnh đạm của Triệu Vũ Cơ, hắn vẫn muốn lôi kéo làm quen. Điều này cũng là bình thường, dù ở đâu thì đàn ông thấy được một mỹ nữ như Triệu Vũ Cơ sẽ khó thể bỏ qua. Không có hứng.
Triệu Vũ Cơ không quay đầu, nàng dứt khoát nói. Hàn Tinh có vẻ xấu hổ, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Xin hỏi tiểu thư xưng hô thế nào? Hàn tiên sinh, tôi đến đây giải sầu, không hy vọng có người quấy rầy, tôi cũng không có hứng làm quen với anh, càng không muốn cùng anh tạo nên một tình cảnh diễm ngộ, vì vậy anh đừng đến tìm mất mặt. Giọng điệu của Triệu Vũ Cơ có chút lãnh đạm. Hàn Tinh chợt có chút xấu hổ, cũng có chút căm tức, trong lòng không khỏi thầm mắng, chẳng phải có chút xinh đẹp thôi sao? Có quái gì mà kiêu căng vậy? Này, thằng ngu, vợ anh không muốn quen chú còn đứng đó làm gì? Mau cút đi. Đúng lúc này một âm thanh mất vui vang lên. Triệu Vũ Cơ nghe được âm thanh này mà chấn động, nàng vội vàng nhìn lại, sau đó ngây người. Chương 977, Hồ Ly biến thành. Cách Triệu Vũ Cơ hơn 10 mét chính là một người đàn ông hơi gầy, ăn mặc trang phục mùa hè phong phanh, vào thời điểm gió lạnh gào thét thế này làm người ta cảm thấy ớn lạnh. Khi nghe được âm thanh thì nàng còn tưởng mình nghe lầm, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy thì nàng hiểu mình không sai, nhưng dù sao nàng cũng không ngờ có thể gặp hắn ở trong này. Mày nói ai cút đi? Hàn Tinh lại phản ứng nhanh hơn Triệu Vũ Cơ, hắn tức giận chất vấn. Nhưng Hàn Tinh vừa nói dứt lời thì cả người đã bay lên. Đồng thời hắn còn nghe được một âm thanh. Là chú cút đi cho anh. Hàn Tinh ngã xuống mặt đất đau đến mức nhe răng trợn mắt, sau đó hắn bỏ lên rồi xám xịt chạy vào nhà, cũng không dám nói thêm điều gì. Sao cậu lại đến đây? Triệu Vũ Cơ lúc này cuối cùng cũng kịp phản ứng, nàng kinh ngạc mở miệng hỏi. Vợ đại yêu tinh, chị đột nhiên không thấy đâu, tất nhiên tôi phải đến tìm chị. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện này chính là Hạ Thiên. Hắn do dự một lúc lâu và cuối cùng đưa ra quyết định đến đây. Thân là một người thương vợ, hắn sao có thể cho vợ đại yêu tinh đến đây một mình. Cậu, sao cậu tìm đến đây được? Triệu Vũ Cơ vẫn không nghĩ ra, nàng đến đây cũng không nói cho Hạ Thiên biết, cũng không nói cho bất kỳ người nào khác. Trước đó chính nàng cũng không muốn đến đây, hoàn toàn là lúc vô tình có ý nghĩ muốn đi mà thôi, Hạ Thiên sao có thể tìm được nàng? Vợ đại yêu tinh, chỉ cần chị nhớ đến tôi, dù chị ở đâu. Tôi cũng có thể tìm đến chị. Hạ Thiên cười hì hì nói. Triệu Vũ Cơ chợt hoài nghi, người này chẳng lẽ đặt thiết bị truy tìm trên người mình. Nhưng Triệu Vũ Cơ cũng nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này, dù Hạ Thiên có bản lĩnh thừa lúc nàng không chú ý mà đặt thiết bị truy tìm, nhưng nàng khẳng định có thể phát hiện ra. Hơn nữa, theo nàng được biết thì lưu manh kia hầu như không hiểu các công cụ công nghệ cao, là một gà mù công nghệ, sao có thể biết sử dụng thiết bị như vậy. Hạ Thiên lóe người đến trước mặt Triệu Vũ Cơ, hắn dùng giọng không quá vui nói. Vợ đại yêu tinh, chỉ cứ chạy trốn như vậy là không tốt, lần sau nếu còn như vậy, tôi sẽ đánh mông. Triệu Vũ Cơ định phản bác, nhưng nàng lập tức nhịn được. Nàng còn nhớ rất rõ, người này đã từng đánh mông mình, đó cũng là lần đầu tiên trong đời nàng bị người ta đánh đòn, ấn tượng có thể nói là rất khắc sâu. Ngày mai tôi sẽ leo núi Thanh Phong Sơn, bây giờ muốn đi ngủ, chỗ này hình như vẫn còn một giường. Cậu có thể ở lại. Triệu Vũ Cơ cuối cùng cũng mở miệng nói một câu. Vợ đại yêu tinh, hình như mỗi phòng đều có người. Hạ Thiên dùng giọng nghi ngờ nói. Có người. Triệu Vũ Cơ giải thích phương pháp cư ngụ ở đây cho Hạ Thiên biết. Hạ Thiên định ngủ lại ở nơi đây, nhưng khi hắn biết cái được gọi là giường trống chính là ngủ với hai tên đàn ông khác, điều này làm hắn không hài lòng. Vợ đại yêu tinh, chúng ta đổi chỗ thôi, chúng ta ở cùng một chỗ. Hạ Thiên đề nghị nói. Không được. Triệu Vũ Cơ từ chối ngay. Tóm lại chỉ ở đây thôi, cậu thích ở đâu thì cứ tự nhiên. Vợ đại yêu tinh, không bằng chúng ta quay về huyện Mộc Dương thôi. Hạ Thiên suy nghĩ, hắn có một ý nghĩ khác, tuy nơi này cách trung tâm huyện Mộc Dương vài chục km nhưng với tốc độ của hắn thì chạy về không mất bao lâu, bây giờ mà trở về thì vẫn còn cơ hội ở cùng với vợ đại yêu tinh trong biệt thự. Tôi đã nói ngày mai sẽ leo núi. Triệu Vũ Cơ tức giận nói, nàng thật sự không biết trong đầu Hạ Thiên nghĩ những thứ gì, trời đã tối đen mà còn muốn đi về trung tâm huyện Mộc Dương sao. Vợ đại yêu tinh, Thanh Phong Sơn cũng không có gì vui mà leo lên, cũng không bằng chị về nhà bơi lội. Hạ Thiên ra vẻ tận tình khuyên nhủ Triệu Vũ Cơ. Chị là mỹ nhân ngư biến thành, cũng không phải hồ ly tinh biến thành, sao phải đi leo núi. Cậu mới là hồ ly biến thành. Triệu Vũ Cơ không khỏi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Hắn nói gì vậy? Đây không phải lén gọi nàng là hồ ly tinh sao? Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Vợ đại yêu tinh, tôi không phải hồ ly tinh biến thành. Em Vũ Cơ, em có đi ngủ không? Ủa, đây là...
vị này là bạn trai của em sao? Tô Tô chạy từ bên trong ra, sau đó nàng phát hiện ra Hạ Thiên mà không khỏi ngẩn ngơ, nàng mở miệng hỏi. Không phải, là vệ sĩ của tôi. Triệu Vũ Cơ thuận miệng nói. Là cận vệ. Hạ Thiên bổ sung hai chữ, sau đó nhanh chóng giải thích. Là loại cận vệ đến tối cũng ngủ ngay bên cạnh. Tô Tô chợt sững sờ, cận vệ mà buổi tối ngủ ngay bên cạnh. Đó không phải là chồng sao? Đừng nghe cậu ta nói bậy. Triệu Vũ Cơ trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng đi vào trong phòng. Đi thôi, chúng ta đi ngủ. Triệu Vũ Cơ nhanh chóng vào nhà, Tô Tô dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Hạ Thiên vài lượt, sau đó cũng nhanh chóng chạy vào. Vì bên ngoài quá lạnh nên vừa vào phòng thì Tô Tô lập tức lấy chăn mền phủ lên người. Sau đó nàng tò mò hỏi. Này, rốt cuộc hắn là gì của em? Sao hắn có thể tìm được em? Chị đừng hỏi, tôi cũng không biết vì sao hắn tìm được đến đây. Triệu Vũ Cơ không muốn nhắc đến vấn đề này. Này, có phải cậu ta đang theo đuổi em không? Chị thấy người này khá tốt, tuy không quá tuấn tú nhưng rõ ràng chạy đến tận đây tìm em, coi như có tình có nghĩa. Em Vũ Cơ, nghe chị nói này, loại đàn ông này là hiếm có được, cần phải quý trọng. Tô Tô tỏ ra có chút hâm mộ Triệu Vũ Cơ. Trước kia bạn trai của chị cũng từng tốt như vậy, chị nói cho em biết, nếu bây giờ hắn có thể đến tìm chị, dù hắn có vợ bé chị vẫn đến với hắn. Triệu Vũ Cơ không biết nói gì hơn, Tô Tô này nói quá dễ nhưng không biết chính xác Hạ Thiên là ai, chỉ sợ nàng sẽ không làm như vậy. Lưu manh Hạ Thiên đến đây rốt cuộc có tình nghĩa hay không thì nàng không biết, nhưng nếu nàng muốn theo hắn thì còn chưa thể tính là vợ bé, nhưng chị em Triệu ra nhà nàng lại bị một mình hắn ăn sạch. Đúng là quá mức. Cũng không biết tối nay Lưu Manh ngủ ở đâu. Khoảnh khắc này Triệu Vũ Cơ có chút lo lắng, Lưu Manh kia không phải chạy vào cùng ngủ với nàng đấy chứ. Với vũ lực của hắn thì nàng khó thể nào kháng cự, nếu hắn thật sự tiến vào, có phải kế hoạch của nàng sẽ áp dụng sớm. Khi Triệu Vũ Cơ lo lắng đến vấn đề này thì Hạ Thiên thật sự cũng nghĩ đến điều này, vợ đại yêu tinh không cùng ngủ với hắn, ít đầm ra hắn chỉ ngủ một mình mà thôi. Nhưng đối với hắn thì còn có một lựa chọn tốt hơn, bây giờ hắn chợt sinh ra một xúc động, đó chính là muốn chạy lên Thanh Phong Sơn tìm thần tiên tỷ tỷ. Á! Một tiếng thét chói tai vang lên phá nát không gian đêm tối yên tĩnh. Cứu mạng, có ai không, chết người. Chương 978, án mạng nơi Sơn Thôn. Sơn Thôn kiểu này thường cực kỳ vắng vẻ, trời tối đi là cực kỳ yên tĩnh, không ồn ào như trong thành phố, tối đa cũng chỉ có những tiếng gió thổi vù vù mà thôi. Bây giờ đột nhiên có người phát ra tiếng kêu gào, tiếng kêu là rất rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh, vì vậy mà Sơn Thôn yên tĩnh chợt mất đi ý cảnh. Lúc này 10 gia đình phụ cận bắt đầu vang lên những âm thanh náo động, chưa đến một phút sau đã có người đi ra khỏi cửa rồi chạy về phía phát ra âm thanh. Thôn Thanh Phong thật sự có thể nói là một thôn ít dân nhất huyện Mộc Dương, nơi đây tổng cộng chưa có đủ 100 gia đình, hơn nữa những năm gần đây có nhiều người chuyển ra ngoài, vì vậy thực tế thì nhân số còn lại trong thôn chỉ khoảng vài trăm người. Hơn nữa trong số đó người già chiếm đa số, sau đó là con gái và con trẻ, những đàn ông trưởng thành dưới 40 phần lớn đều đã ra ngoài. Tuy thôn này có không ít người già nhưng cũng rất ít khi có người chết, vì những cụ già trong thôn thường có tuổi thọ tương đối cao. Những cụ 70-80 tuổi vẫn có vẻ tương đối khá, có thể ăn ngủ và thậm chí là lên núi đốn củi, vì vậy đối với một sơn thôn như thế, chuyện có người chết là tương đối lớn. Lúc đầu người ta còn tưởng rằng chỉ là người già chết đi. Tưởng người nào đó sinh bệnh chết mà thôi, nhưng đến khi bọn họ chạy vào đến nơi thì phát hiện sự việc không như bọn họ suy đoán. Vì người chết không phải là chết già mà bị giết chết, nói đơn giản thì nơi đây đã xảy ra án mạng. Hơn 10 phút sau đã có vài chục người vây quanh một ngôi nhà mái ngói tường đỏ, trong căn nhà này có 7 gian, nhìn qua có vẻ là khá lớn. Thật ra người trong thôn Thanh Phong này đều biết, đây là căn nhà tốt nhất trong thôn. Thôn Thanh Phong là nơi không tiện giao thông. Đừng nói là thôn nhân thường nghèo khó, dù có tiền cũng chưa chắc có thể đưa thép và xi măng đến đây xây nhà, vì vậy nơi đây phần lớn là nhà gạch mái ngói, gạch cũng được thôn dân tự nung, phần lớn chỉ là loại đất không được tốt ở trên núi. Có thể nói là trong thôn chỉ có một căn nhà duy nhất có gạch màu đỏ. Đây là căn nhà của Dương Tiểu Tiến và vợ là La Mẫn, còn có 4 con, 3 nữ 1 nam. Nhưng Dương Tiểu Tiến rất ít khi ở nhà, vì phần lớn thời gian hắn đều làm công ở bên ngoài. Ở nhà chỉ là La Mẫn và 4 đứa bé, trong đám trẻ thì đứa lớn nhất là một cô bé 12 tuổi, hai cô bé khác theo thứ tự là 11 tuổi và 10 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 8 tuổi. Dương Tiểu Tiến và La Mẫn thật ra cũng không lớn tuổi,
Dương Tiểu Tiến năm nay 30, La Mẫn cũng 30. Năm 18 tuổi La Mẫn đã sinh con, điều này cũng không hiếm thấy. Nàng lớn lên ở thôn Thanh Phong, cũng xem như thanh mai trúc mã với Dương Tiểu Tiến, lớn lên càng lúc càng đẹp, bây giờ đã 30 nhưng có vẻ trưởng thành mê người. Nhưng lúc này La Mẫn lại ngồi ngây ngô, gương mặt cực kỳ hoảng sợ, mà cách nàng 1 mét chính là một người đàn ông nằm trong vũng máu, trên đầu có một lỗ thủng, nhìn qua thì thấy đã chết. Đám người lúc này không nói gì, ít nhất kẻ nhát gan cũng không dám đi vào quá gần. Người vây xem bên trong phần lớn là người trong thôn, cũng có vài du khách, lúc này Triệu Vũ Cơ và Tô Tô cũng đến xem. Thôn trưởng đến. Chú Bính. Lúc này đám người chợt sao động, một ông lão tóc bạc lưng còng đi đến, chính là trưởng thôn Thanh Phong, Dương Bính Quốc. Có chuyện gì xảy ra? Dương Bính Quốc nhìn người đàn ông trong vũng máu, lão khẽ nhíu mày. Ai làm? Mọi người không trả lời, thật ra bọn họ đều không cần trả lời. Vì thực tế, ngoài người đàn ông nằm trong vũng máu thì bên cạnh còn có một người đàn ông đứng đó với bàn tay dính máu. Người đàn ông này có hơi đen, cũng hơi gầy, không cao, trên tay còn cầm một cây chùy sắt, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì rõ ràng chùy sắt trong tay vừa tiếp xúc thân mật với đầu của người đàn ông kia. Người trong thôn ai cũng biết người đàn ông cầm chùy sắt, vì hắn chính là Dương Tiểu Tiến, là chồng của La Mẫn, cũng chính là chủ nhân của căn nhà gạch đỏ này. Còn người đàn ông kia, bọn họ không nhận ra. Có vài người đã nhận ra, hình như đây là du khách từ thành phố đến. Chú Bính, là cháu làm. Dương Tiểu Tiến lúc này mở miệng, tuy đánh chết người nhưng hắn vẫn có vẻ rất bình tĩnh. Cháu ở bên ngoài làm việc cực nhọc nhưng con khốn này ở nhà lại vụng trộm với kẻ khác, nếu không ngại con cái còn nhỏ thì cháu đã đánh chết cả con này mà gian phu. Tiểu Tiến, sao cháu lại xúc động như vậy? Dương Bính Quốc thở dài. Bây giờ cháu đã giết người, cháu sẽ phải ngồi tù. Chú Bính, cháu biết, các người cứ điện thoại cho cục công an huyện, cháu sẽ chờ bọn họ đến bắt đưa đi. Trước đó cháu đã biết bọn họ ở cùng một chỗ với nhau, nhưng vì con mà cháu chỉ có thể cho bọn họ đoạn tuyệt mối quan hệ, không được phép lai vãng đến đây nữa. Nhưng tiểu tử đến từ thành phố tên là Lý Dương này lại muốn mang vợ cháu bỏ trốn, còn nói không cần quan tâm đến giấy hôn thú giữa cháu và La Mẫn, không cần quan tâm đến chuyện vợ chồng gì cả. Cháu thật sự khó thể nhịn. Tên khốn này chẳng những cắm sừng lên đầu cháu, hơn nữa còn muốn con cháu không có mẹ, vì vậy mà cháu cho hắn một búa chết tươi. Cháu muốn cho tên khốn này biết, đừng tưởng mình là người thành phố, đừng nghĩ mình thông minh thì cái gì cũng làm được, cháu đánh vỡ đầu hắn, hắn có thể làm được gì. Dương Tiểu Tiến nói những lời này rất bình tĩnh, sau đó nhìn La Mẫn đang bị dọa ngồi bệt xuống đất. Tiểu Mẫn, bây giờ anh cũng không trách em không có nhiều kiến thức, bị người thành phố lừa gạt. Bây giờ tất cả đã xong, anh chỉ hy vọng em xem trọng bản thân và con cái, sau này người thành phố sẽ xuống đây ngày càng nhiều, đừng để tâm tư dơ bẩn của bọn họ ảnh hưởng đến mình. Chính mình không có bản lĩnh thì đừng trách người thành phố chúng tôi. Đúng lúc này có một tên không biết sống chết nói. Mày nói gì? Dương Tiểu Tiến rất căm tức với tên đàn ông vừa mở mồm. Thằng ngu! Tô Tô nhịn không được phải mắng một câu, tên khốn kia chính là nhà nhiếp ảnh Hàn Tinh. Tôi nói sai sao, không giữ được đàn bà của mình chứng tỏ cậu không có bản lĩnh, bây giờ cậu giết người, thật ra chẳng thể coi là hành vi anh dũng, đó chính là một hành vi dã man nhu nhược. Hàn Tinh hừ lạnh một tiếng, cuối cùng tức giận chêm thêm một câu. Tôi hận nhất là sử dụng hành vi bạo lực. Á, Hàn Tinh vừa mới dứt lời thì đột nhiên cảm thấy cơ thể đau đớn dữ dội, đồng thời cơ thể cũng bay hẳn lên. Chương 979, đã biết bỏ chạy rồi chứ? Hàn Tinh đáng thương ngã mạnh xuống đất, hắn bị đánh văng làm choáng váng đầu óc. Một lúc sau hắn mới bò từ dưới đất lên, sau đó dùng giọng căm tức nói. Mày dám đánh tao, mày còn nói lý lẽ không? Tao đâu chọc vào mày. Mọi người chợt ngây người, bên này vừa có án mạng thì bên kia lại có hai người đánh nhau sao? Tô Tô lại khẽ huých Triệu Vũ Cơ. Này, là người đàn ông theo đuổi em. Triệu Vũ Cơ không nói gì. Nàng thật ra đã sớm phát hiện người đá văng Hàn Tinh chính là Hạ Thiên, nhưng nàng lại cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ Hàn Tinh đắc tội với Hạ Thiên? Nhưng nàng rõ ràng chưa thấy tên Hàn Tinh kia làm gì với Hạ Thiên, tên kia cũng không còn quấn lấy nàng, nếu nói theo lý thì không chọc vào Hạ Thiên mới đúng. Thằng ngu, anh là kẻ không bao giờ nói lý lẽ. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Hàn Tinh. Còn nữa, thằng ngu chú vừa rồi mới chọc vào anh, bây giờ lại nói hận nhất kẻ sử dụng bạo lực. Anh lại thích bạo lực, chú không phải hận anh sao? Chú hận anh,
tất nhiên anh sẽ cho chú ăn đòn. Mày. Hàn Tinh tức tối đến mức thiếu chút nữa đã ói máu, đám người bàng quan cũng không biết nói gì hơn, lý do đánh người của đối phương có thể nói là quá hùng mạnh. Mày cái gì mà mày, cút đi cho anh, nếu không vì chú quá ngốc thì anh đã cho chú lên dĩa rồi, nếu bây giờ còn chưa đi, anh sẽ cho chú đi theo tên kia cho đỡ buồn. Hạ Thiên bất mãn nói. Đi theo tên kia. Hàn Tinh vô thức nhìn Lý Dương đang nằm trong vũng máu, khoảnh khắc này hắn đã sợ, hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng không dám. Cuối cùng hắn dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, sau đó xoay người xám xịt bỏ đi. Đúng là quỷ nhát gan. Tô Tô dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hàn Tinh, người này là quỷ nhát gan mà hết lần này đến lần khác lại muốn gây chuyện, đúng là quá ngốc, nên về nhà cho rồi. Khoảnh khắc này Hạ Thiên cũng đi đến trước mặt Dương Tiểu Tiến, hắn khẽ vỗ vai đối phương. Này, tôi giúp anh, có người cướp vợ anh, tất nhiên anh phải xử lý hắn, khốn nổi bây giờ người đã chết, an hòn ở đây chờ ngồi tù, đúng là quá ngốc, anh không biết chạy trốn sao. Sao? Dương Tiểu Tiến chợt ngây người. Hắn giống như không biết Hạ Thiên muốn làm gì, mà đám người vây quanh cũng không biết Hạ Thiên cuối cùng đang làm trò gì. Tôi nói anh quá ngốc, giết người cũng không biết lén lút một chút sao. Khốn nổi xong việc lại đứng đây chờ người đến bắt, đúng là quá ngốc, nếu bây giờ anh không chạy, đợi đến khi bị bắt lại sẽ có nhiều người đến cướp vợ hơn, đến lúc đó anh không thể nào báo thù được. Nếu bây giờ anh bỏ chạy, sau đó có người đến cướp vợ thì anh còn có cơ hội ra tay trả thù, đơn giản vậy mà nghĩ không ra. Hèn gì vợ bị người ta cướp mất. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Dương Tiểu Tiến. Chẳng muốn nói chuyện với anh nữa, nói chuyện với kẻ ngốc thật sự quá lao lực. Hạ Thiên nói đi là đi, chỉ nháy mắt đã chạy mất, ngay cả Triệu Vũ Cơ cũng không biết hắn đã chạy đi đâu. Này, em Vũ Cơ, người này là một nhân vật nguy hiểm đấy. Tô Tô lúc này nhìn không được phải nói. Triệu Vũ Cơ không nói gì, trong lòng lại tỏ ra tán thành, Hạ Thiên nào chỉ là nguy hiểm mà thôi. Phải nói là cực độ nguy hiểm. Dù hung thủ đã nhận tội nhưng án mạng đã phát sinh cũng làm cho du khách từ bên ngoài đến cảm thấy bất an, một số người thậm chí còn cảm giác được người trong thôn sinh ra địch ý với mình. Dù lần này Dương Tiểu Tiến là hung thủ giết Lý Dương từ trong thành phố đến, nhưng thôn dân thấy nếu không phải người thành phố làm chuyện vô đạo đức là cướp vợ của Dương Tiểu Tiến thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tóm lại không ít người phát hiện ra một vấn đề, bọn họ đã không còn cảm giác được sự nhiệt tình của thôn dân. Mà Triệu Vũ Cơ cũng phát hiện ra một vấn đề, sơn thôn ngăn cách với bên ngoài đã bị thế giới bên ngoài xâm nhập, đợi đến khi chỗ này thật sự bị khai phá du lịch thì không còn là sơn thôn nữa rồi. Hạ Thiên đến, cộng thêm một vụ án mạng làm cho Triệu Vũ Cơ ý thức được dù đến đây cũng không thể nào an tĩnh, nguyện vọng giải sầu của nàng trước đó xem ra hoàn toàn thất bại. Một buổi tối Triệu Vũ Cơ cũng không ngủ ngon, sáng hôm sau nàng thức dậy rất sớm, thời tiết âm trầm, nhiệt độ lại giảm. Này! Lạnh quá, hôm nay có lẽ không có mặt trời, chúng ta có nên leo núi không? Tô Tô thấy Triệu Vũ Cơ ra khỏi cửa thì cũng chạy theo, sau đó lạnh đến mức run rẩy. Leo núi sẽ không còn cảm giác lạnh. Triệu Vũ Cơ thản nhiên nói, rõ ràng nàng vẫn muốn leo núi. Được, chúng ta ăn sáng trước, sau đó leo núi. Tô Tô hiểu ý Triệu Vũ Cơ, nàng nhanh chóng đưa ra quyết định làm việc theo kế hoạch ban đầu, leo núi Thanh Phong Sơn. Bữa sáng là món mì. Hai người mỗi người một tô, sau đó chuẩn bị một lúc và xuất phát về hướng Thanh Phong Sơn. Sau khi đi được nửa giờ thì cả hai đến chân núi Thanh Phong Sơn. Chị nghe nói đi đoàn này là thoải mái nhất, trước đó chị đã đến đây một lần nhưng chưa thử leo lên. Tô Tô nói với Triệu Vũ Cơ. Triệu Vũ Cơ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khi đi đến chân núi Thanh Phong Sơn thì nàng thấy hình như ngọn núi này cao hơn, một ngọn núi cao như vậy mà trước nay không ai biết, điều này làm nàng cảm thấy khó tưởng. Đúng rồi, người đàn ông kia sao chưa xuất hiện, cậu ấy đã theo đuổi em đến tận đây, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Tô Tô tò mò hỏi. Em không biết. Triệu Vũ Cơ trả lời, thật ra nàng có hơi buồn bực, tối qua nàng lo lắng Hạ Thiên sẽ đột nhiên xuất hiện trong phòng, nhưng hắn thật sự không xuất hiện. Hơn nữa từ sáng đến giờ cũng không thấy bóng dáng hắn ở đâu, cũng không biết tối qua hắn ngủ ở đâu, chẳng lẽ trời lạnh như vậy mà hắn ngủ ngoài trời sao? Đúng rồi. Khi vừa ăn cơm xong thì chị nghe dì Trương nói, tên giết người Dương Tiểu Tiến tối qua đã bỏ chạy từ lúc nửa đêm. Tô Tô nghĩ đến một việc. Người đàn ông kia rõ ràng kỳ quái, người ta chuẩn bị tự thú nhưng cậu ấy lại khuyên nên bỏ trốn. Ôi, em phải cẩn thận đấy nhé, chị cảm thấy nếu em mà không thích hắn, sợ rằng hắn có thể cũng áp dụng phương pháp kia.
leo núi thôi. Triệu Vũ Cơ không muốn cùng Tô Tô nói về chuyện này, dù Tô Tô rất nhiệt tình với nàng, cho nàng cảm giác không tồi, nhưng nàng và đối phương dù sao cũng không cùng đường. Hơn nữa có rất nhiều chuyện nàng không thể nói với Tô Tô, nàng cũng không có hứng thú bàn luận chuyện liên quan đến Hạ Thiên. Lúc này Triệu Vũ Cơ muốn biết, Thanh Phong Sơn này thật sự mãi mãi không thể lên đến đỉnh sao. Chương 980, tôi thật sự chờ chị. Leo núi là một môn hoạt động thể lực, hơn nữa lại rất tiêu hao thể lực. Tô Tô tự xưng là vận động viên nghiệp dư, bình thường cũng hay vận động, nhưng dù thế nào thì leo đến sườn núi cũng sinh ra cảm giác khó thể gánh gượng được. Núi này có lẽ còn cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, đã leo vài giờ rồi, sao vẫn chưa đến một nửa. Tô Tô ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nàng dùng giọng mê hoặc hỏi. Triệu Vũ Cơ cũng có cảm giác này, tuy leo núi khá chật vật, phải kéo cây kéo cỏ bò lên, tốc độ rất chậm. Nhưng hai người bọn họ leo từ sáng đến trưa mà chỉ đến được lưng chừng núi, đúng là không bình thường. Phía trên gió càng lúc càng mạnh, hay là chúng ta đi xuống? Tô Tô không khỏi có ý nghĩ bỏ cuộc. Chị xuống trước đi, em thấy thể lực của chị đã không còn tốt, nếu tiếp tục đi lên sẽ khó gắng gượng được nữa. Triệu Vũ Cơ nhìn Tô Tô. Em cũng muốn em Thanh Phong Sơn này có phải không thể lên đến đỉnh hay không? Như vậy không tốt lắm, em leo núi một mình. Nếu gặp phải người xấu thì không tốt lắm. Tô Tô tất nhiên rất muốn xuống núi, nhưng nàng thấy để Triệu Vũ Cơ ở lại đây một mình sẽ không tốt. Yên tâm, em không sao, đường núi sẽ không có người xấu, dù có em cũng không sợ. Triệu Vũ Cơ lại không quan tâm đến vấn đề này, nếu nói về người xấu thì nàng cũng coi như là người xấu xa, những năm gần đây nàng giết người như ngoé, kẻ chết trong tay nàng cũng khá nhiều. Nếu không thì chị ở đây chờ em. Tô Tô suy nghĩ rồi đưa ra một phương án. Không cần đâu, chị xuống trước đi, xuống núi cũng không tốt lắm đâu, chị nên khởi hành sớm, nên xuống dưới trước khi trời tối. Triệu Vũ Cơ lắc đầu nói. Tô Tô suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được rồi, vậy em đi cẩn thận một chút. Khi thấy Triệu Vũ Cơ tiếp tục leo lên thì Tô Tô thầm nói một câu, chẳng lẽ ca sĩ có thể lực tốt như vậy? Chẳng lẽ nhảy nhót nhiều thì khỏe, nhưng nàng nhớ những khi Triệu Vũ Cơ hát thường rất ít nhảy. Triệu Vũ Cơ tiếp tục đi lên đường núi hẹp và dốc ngược, dù với bản lĩnh võ công của nàng cũng khó thể đi như bay, thể lực của nàng hao tổn không nhỏ, cũng dần sinh ra cảm giác uể oải. Lúc này nàng mới thấy Thanh Phong Sơn thật sự khó thể leo đến đỉnh. Sau khi Tô Tô xuống núi được một giờ thì Triệu Vũ Cơ lại nhìn lên trên, nàng lập tức cảm thấy quái lạ, vì sao leo núi lâu như vậy mà cảm giác vẫn như trước, vẫn ở sườn núi. Núi này sao càng leo càng cao? Triệu Vũ Cơ cảm thấy khó hiểu. Nàng có chút chần chừ, cuối cùng lại tiếp tục leo lên. Hơn 10 phút sau nàng đột nhiên phát hiện đường trước mặt rộng rãi hơn, đường cũng không còn dốc, nhưng đường này không trực tiếp đi thẳng lên núi mà đi vòng quanh, giống như những con đường bình thường. Trên này có đường, hình như có người xây dựng nên. Triệu Vũ Cơ cảm thấy rất mê hoặc, trên núi được xây đường cũng không có gì kỳ quái, nhưng kỳ quái là dưới chân núi lại chẳng làm đường, trên núi lại có đường, chẳng lẽ bên trên có người? Nếu không thì vì sao người của thôn Thanh Phong làm đường ở đây mà không làm bên dưới? Triệu Vũ Cơ đi lên phía trước một đoạn, nàng vừa đi vừa quan sát, sau đó nàng vững tin nơi đây có người ở, vì nàng thấy một gian nhà gỗ. Căn nhà gỗ này được dựng ở ven đường, cột nhà là những cây đại thụ, tuy nhà không quá lớn nhưng khá tốt, tuy không nhìn rõ vào bên trong nhưng nếu nhìn từ bên ngoài sẽ làm người ta sinh ra cảm giác thoải mái, thậm chí khoảnh khắc này Triệu Vũ Cơ chợt sinh ra cảm giác muốn đi vào. Triệu Vũ Cơ đang suy nghĩ xem có nên vào xem hay không thì có một người từ trong căn nhà đi ra, sau khi thấy rõ người kia thì Triệu Vũ Cơ lại choáng váng. Cậu! Triệu Vũ Cơ chỉ vào đối phương mà lắp bắp nói vài tiếng, nàng đơn giản nói không nên lời vì thật sự quá kinh hoàng. Người này duỗi lưng một cái rồi cười hì hì với Triệu Vũ Cơ. Vợ đại yêu tinh, sao bây giờ chị mới đến? Tôi cũng đang chờ chị. Sao cậu lại ở đây? Triệu Vũ Cơ cuối cùng cũng hỏi, tối qua nàng đột nhiên thấy Hạ Thiên, lúc đó nàng đã giật mình. Nhưng không ngờ hôm nay nàng lại gặp hắn ở giữa sườn núi. Người làm cho Triệu Vũ Cơ khiếp sợ dĩ nhiên là Hạ Thiên, mà khoảnh khắc này Hạ Thiên lại cười hì hì với nàng. Vợ đại yêu tinh, tôi đang đợi chị. Cậu là quỷ à, sao cậu lại chờ tôi? Triệu Vũ Cơ tức giận nói. Vợ đại yêu tinh, tôi sao lại là quỷ? Quỷ cũng không thể lừa vợ. Hơn nữa thần tiên tỷ tỷ nói căn bản không có quỷ. Hạ Thiên tỏ ra vô tội. Tôi thật sự đang đợi chị,
tôi nghe Tô Tô nói chị muốn đi leo núi, vì vậy tôi lên đây chờ. Leo núi cũng không phải chỉ có một đường, sao cậu biết tôi sẽ đến đây? Triệu Vũ Cơ không quá tin là Hạ Thiên sẽ chờ nàng ở đây. Vợ đại yêu tinh, chị không biết đấy thôi, dù đi bao nhiêu đường thì cũng phải qua con đường này. Hạ Thiên cười hì hì nói. Triệu Vũ Cơ chợt ngây người, nàng cũng không biết có phải là cảm giác hay không, nhưng Lưu Manh kia sao lại tương đối quen thuộc Thanh Phong Sơn như vậy? Căn nhà gỗ này là của ai? Triệu Vũ Cơ chỉ vào nhà gỗ, nàng mở miệng hỏi. Của tôi. Hạ Thiên trả lời không chút suy nghĩ. Cậu. Triệu Vũ Cơ tỏ ra hoài nghi. Trước kia cậu ở đây sao? Vợ đại yêu tinh, chẳng lẽ chị không thấy căn nhà này vừa được dựng lên sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Triệu Vũ Cơ chợt sững sờ, sau đó nàng nhìn kỹ một chút, cuối cùng nàng phát hiện Lưu Manh kia cũng không lừa gạt mình. Căn nhà gỗ này có vẻ rất mới, tuyệt đối không như có sẵn từ trước, còn chuyện xây đã bao lâu, nàng cũng không thể nào xác định được. Vậy cậu nói xem, căn nhà này được làm ra khi nào? Triệu Vũ Cơ vẫn không tin Hạ Thiên dựng lên căn nhà này, càng không tin hắn có thể làm ra một căn nhà gỗ tốt như thế. Tối qua, Hạ Thiên trừng mắt. Tối qua tôi đến đây làm nhà, định gọi vợ đại yêu tinh đến ở cùng, nhưng lúc đó đã muộn, vì vậy quyết định ở đây chờ chị. Nhưng tốc độ của vợ đại yêu tinh quá chậm, tôi tỉnh ngủ đã lâu mà chị còn chưa tới, làm hại tôi buồn bực nửa giờ qua. Triệu Vũ Cơ hoàn toàn không biết nói gì hơn, đầu óc của Lưu Manh này rõ ràng có vấn đề, lại chạy lên đây làm một căn nhà gỗ chờ nàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 980.